Okay, collocation. Mình chỉ cần chú ý vài chỗ cần lưu ý thôi nhé. Answer judges, answer criticisms là gì đây? Okay. Answer charges hoặc là answer criticism. Là thanh minh ạ, biện hộ. Đúng thế, mình kiểu như mình biện lại hoặc là mình bác lại những cái sự tố cáo của họ, những cái lời chỉ trích vân vân. Ok, tốt. Answer any. Đáp ứng nhu cầu. Answer to the description of. Answer the description of giống với điều được mô tả. Tốt, tốt, đúng với hoặc là khớp với những cái điều mô tả, với mô tả, tốt. Answer to your question. Your question chẳng hạn. Để trả lời cho câu hỏi của bạn thôi. Nói chung là mình sử dụng câu này, những câu như thế này trong văn nói cũng khá là hay nhé. Ở văn viết có một vài chỗ, ví dụ như answer in it cũng khá là hay. Ok, các em chỉ cần chú ý một vài chỗ đó là được. Arguments. Yeah. Get into an argument with. Win, lose an argument. Arguments about or over. Arguments for, against. Without an argument. Ok. Ask. Ask somebody a favor là gì đây? Do somebody a favor. Là giúp đỡ, yêu cầu ai giúp đỡ. Cái này thì không nói rồi chị ạ. Ok. Ask over hoặc là around. Ask over. Ask somebody over hoặc around. Mời ai đó. Kiểu mời ai đó tới nhà ấy, kiểu thế. Ask over hoặc around. Round. Ok. What are you asking? Ask for trouble. Ask for trouble. Asking for trouble. Chỗ này kiểu như mình chút lấy phiền phức vậy. Những cái điều mà bạn đang làm chỉ là asking for trouble thôi. Chỉ là chút lấy phiền phức thôi. Tự rước họa vào thân thôi. Ok. Tí nữa các em làm mấy cái phần bài tập thì các em sẽ hiểu rõ hơn mấy chỗ này. Book. Read somebody like a book. Kiểu hiểu rõ về ai. Hiểu rõ về ai. Kiểu hiểu rõ tim đen. Kiểu như đi quốc một văn kiểu thế. Ok, tốt. Buy the book. Do something by the book. Tuân theo luật. Làm gì đó mà tuân theo luật. Đúng thế. Làm chính xác theo kiểu như làm chính xác theo sách bày. Kiểu như thế nào thì làm chính xác theo đó. Tốt. Book about hoặc là on. Ok, chỗ này cũng ổn rồi. A closed book. A closed book. Chủ đề. Một cái chủ đề mà gây ra một cái confusing ấy. Khó hiểu ấy. Đúng thế. Một chủ đề khó hiểu. Một cái sách đóng lại một chủ đề khó hiểu. Tốt. An open book. Open là mở nên là chủ đề dễ hiểu. Đúng thế. Một đề mở. Hoặc là cũng có thể gọi là một con người mở. Được rồi, mở được. Tốt. In my book. Theo suy nghĩ của tôi. Đâu có thể là bằng in my judgment cũng được. In my opinion cũng được. Tốt. In my judgment. In my opinion. Tốt. In someone's good hoặc là bad books. Giận mà vui với bạn. Ai đó mà đang giận mà vui với bạn ấy. In somebody's good book là kiểu như mình được yêu ai đó yêu mến. Còn in somebody's best book là kiểu books là kiểu như không được ai ưa, không ai ưa cả. Ok. Tốt. Discussion. We could have a discussion about or on. Have a discussion with. Discussion of. In discussion with. Under discussion. Heated discussion. Discussion group. Ok.
letter, get the letter from letter of follow obey something to the letter. Là gì đấy? Follow or obey something to the letter. Tuân theo chỉ dẫn của cái nguyên tắc ấy. Tốt, làm chính xác theo những gì được yêu cầu. Tốt. The letter to the law. The letter to the law. Tuân theo luật nhưng mà theo một cách cố chấp. Gọi là ngữ nghĩa pháp lý thì kiểu vậy. Letter bomb, letter box. Okay. Notice. Bring something to someone's notice. Nói với ai điều gì đó. Until further notice. Can you only escape one's notice? Fix notice of a short notice until further notice. Until further notice. Khi mà có thông báo mới. Okay. At short notice. Short notice. Trong một khoảng thời gian ngắn. Kiểu báo trước một cái gì đó trong một khoảng thời gian ngắn. Okay, tốt. Paper. Ở giấy à chị? Có những cái cụm nào mình cần lưu ý nào? Paper over the cracks. Đây. Kiểu trốn tránh trách nhiệm. Kiểu chắc vá, tránh okay. Vá víu, ok, tốt. Trốn tránh trách nhiệm, cố gắng vá víu một cái thứ gì đó. Ok, tốt. Not worth the paper just written hoặc là printed on. Cái chuyện gì đó mà không có giá trị. Mm-hmm. À chị ơi, chị thử tra từ paper này lên để biển Macmillan đấy chị. Bây giờ ấy. Em nhìn được. Để cuối buổi đi nhá, để cuối buổi đi. Hoặc là tí nữa đến chỗ mà có bài tập ấy, em nhắc chị nói mọi người cái này đã. Paper round là gì đây? Việc ra báo. Tốt. Paper. Ok. Paper qualification. Chứng nhận hợp pháp. Ok. Chứng nhận bằng cấp gì đó. Ok. Tốt. Pen. Put pen to paper. Là sign. Ký. Bắt đầu ký. The pen is mightier than the sword. Như nó không phải là sword mà là như là sorry đấy chị. Sword. Nó cái từ âm cái đo W đấy nó bỏ hay sao ấy, câm ấy. Sword. Thì người ta cũng sức mạnh ngoài bút thì lại hơn là bạo lực. Tốt. Là chiến tranh. Pen pusher. Mày làm văn phòng. Ok. Công việc. Văn phòng, nhìn chán. In print, on print, out of print, in print là gì? Out of print là gì? In print là kiểu vẫn còn được in để bán ra, để xuất bản ra. Còn out of print là không được phát hành. Ok, tốt. Hoặc là imprint mình cũng có thể nói là kiểu nó có in sẵn rồi cũng được. Ok, tốt. Read between the lines. Đoán được chuyện gì đó. Đoán được. Ok, đoán được cái gì đó. Tốt. Read someone's lips. Cái chuyện mà không thay đổi. Kiểu như là người ta có đang mất máy kiểu gì đó, xong mình cũng đoán được, mình đọc được cái gì đó qua việc mất máy mua của người đó, kiểu thế. Take something as read. Cứ cho là chuyện gì đó là đúng. Ok,
Ok, tốt. Và thừa nhận chị tốt, tốt. Thấy mấy cái này cũng khá là ổn. Có cái chỗ nào mình xem compiler of report report straight on report với lại on the report khác nhau ở chỗ nào đây em? On record là đã được ghi Record. lại. Ừ. Đã được Record, đúng không? ghi. On record. Record. Còn on the record là chính thức. Ờ, tốt, tốt. Say something in public. Tốt, tốt. Off the record. Oh, chị ơi, cái từ mà she put the record straight. Ừ. Cái từ đấy nó có mấy nghĩa nhỉ? Sao nó lại có ở trong bài này? Em nhớ là có trong bài 2 mà. Hoặc là kiểu nói hoặc là để ai đó biết biết được sự thật hoặc là sự chính thống của cái gì đó. Put the record straight. Ủa em thấy nó ở đâu? Nên trong bài 2 chị ạ. Ờ. Bài 2 là nó nghĩa là gì nhỉ? Bài 2 nghĩa là tường thuật chính xác hay sao? Mà nghĩa này cũng được. On the record thì trái ngược với off the Ừ, tốt. record. Have your say, okay. Go without saying, okay. Can't say fairer than that. Say your piece. Speaking well, highly, badly, ill of. Speaking well of. Speaking well of. Nói tốt nói xấu về ai đó. Tốt. Speak yourself. Speak out of turn. Speak out of turn. Nói ra những cái điều mà kiểu let the cat out of the bag. Nói những điều nên nói. Ok, tốt tốt. So to speak. Ok, so to say. Có thể nói như thế. So to speak, so to say. Ok, speaking. Broadly, generally speaking. Ok, cái này có khá là nhiều cái mình cũng có thể thay bằng broadly hoặc là generally. Ví dụ như thế nào? Specifically speaking cũng được nè. Scientifically speaking cũng được nè. Rồi, nhiều cái nhiều lắm. Khi mà kiểu như về mặt cái gì đó, xong rồi người ta nói ra, mình có thể chuyển chuyển đổi những cái chủ đề mà mình muốn nói đến, xong rồi mình nói theo 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 cái lệnh đó, theo hướng đó, theo một hướng gì đó nói thì cho mình chấm cái đấy. On speaking terms, speaking of, speaking as, talk somebody into No, thuyết phục idol. So, talk is cheap. Talk is cheap. Lời nói rẻ tiền. Có thể kiểu nói thì dễ lắm, kiểu thế. Ok. Talk is cheap. We all just talk. Nói mà không làm. Sẽ sai đúng. Mà nói mà không làm. Được. Tốt, tốt. Talk the same language as have a talk with. Okay, tell the truth. Tell yourself that. Tell the difference between tell the time. Tell, em học, nào. Em học xong mấy cái này xong em có ứng dụng vào văn nói được không? Cố gắng ứng Về dụng. đó chị ạ. Ok. Cảm giác kiểu nó không nghĩ ra được ấy. Không, nhiều lúc nó không nghĩ ra được. Cảm giác nó bối rối, nó không nghĩ ra được ấy. Sao chả hiểu tại sao, chả hiểu tại sao nữa. Thế tại mình không không luyện nhiều thôi. Kênh khác năng động lên chứ, có bộ mình nhọc mà hay. Ông chị ơi, không khéo ấy là mấy cái chỗ mà nó đơn giản ấy thì nó lại có nghĩa là rất là khác luôn ấy. Kiểu Đúng mấy thế, cái chỗ đúng đơn thế. giản mà nó sẽ có rất là nghĩa rất là khác, là bởi vì là có lần em tra ở trên từ điển ấy thì những cái câu mà đơn giản ấy thì có nghĩa rất là khác và nó rất là rộng, là Yes. em hơi sợ nên cứ phải tra từ điển. Em kiểu như là không, không sao, bởi vì em kiểu còn nhỏ thì Nhưng mà tra từ điển ấy ừ. mà tra phần collocation ấy của quyển này ấy, thì nó kiểu rất là mất thời gian, Ừ. nhưng mà cũng hay. Hay thì hay thật nhưng mà hơi mất thời gian, bởi vì là
Có khi là tốn rất là nhiều giờ kiểu vậy. Yes. Dạ, tôi đang ngọc. Okay, tell it like it is. Tell it like it is with understanding on the understanding that on the understanding that on the understanding Trên that. trên trên cơ sở mà mình đã biết được điều đó rồi. Tốt Trên tốt. cơ sở mình đã biết được điều đó rồi. You on condition kiểu vậy. Okay, tốt tốt. Would put in a good word for someone. Được rồi. Have a good word with us, with someone about. Spread the word. Put words in someone's mouth. Give, say the word from the word go. From the word go in the end. Lúc mà bắt đầu làm việc gì đó, từ cái lúc bắt đầu làm việc gì đó. From the very beginning, okay, tốt. Word of mouth. Word of mouth. Lời truyền miệng, Tốt, những cái lời tốt. truyền miệng. Tốt. Okay, in other words, write, write all Now in another hand. over. Be written all over your face. Nothing is, nothing to write home about. Nothing to write Oh, home about. kiểu nothing special. Nothing special. Tốt, tốt. Writer's block, writer's block. Không có khả năng viết à? Ừ, mình thấy kiểu như cả ý tưởng ấy, xong thế nên không không thể nào tạo tạo ra sản phẩm mới được. Ok, tốt tốt. Idioms mình nói qua rồi đúng không? À, chị. Formation. Word formation cũng ổn đúng không? Thì em chỉ cần refer, em chỉ cần quay lại xong rồi. Ô, chị ơi, chị tra thử cái từ expressionism. Expressionism. Thôi em nói là gì Ngọc? Là mà chủ nghĩa biểu hiện à? Tao Gì? nội là chủ nghĩa thoát ly Biểu hiện. chủ nghĩa thoát ly kiểu thoát ly khỏi hiện thực ấy. Sống ảo ấy. Yeah. Có chủ nghĩa vô vô không nữa. Vô không phải vô gì à? Không chỉ không gì nữa. Đúng vô gì rồi. Chủ nghĩa biểu hiện. Chủ nghĩa biểu hiện hay trường phái biểu hiện là một trào lưu nghệ thuật, là một trào lưu nghệ thuật xuất hiện và phát triển ở châu Âu vào những cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, có đặc điểm nhấn mạnh thậm xưng trong sự thể hiện cảm tính, xúc cảm của chủ thể, thường là cảm xúc con người hoặc nhóm người, hoặc xúc cảm của chính người họa sĩ. Những cảm xúc này thường được gây ra bởi một sự kiện đặc biệt nào đó, cũng có thể bởi sự gặp mặt giao lưu của nhiều người khác, sự giao lưu cũng trào lưu đúng một hoặc khác nhau như của điện hiện tại. Chị nhớ cái này chị liên tưởng đến interlink không nhỉ? Inter gì đấy, nó liên quan đến kiểu liên văn học ấy, chị quên mất tiêu rồi. Inter quên mất từ đó rồi. Nói chung là cái đó nó cũng liên quan đến văn học, kiểu như là kiểu ví dụ cách tác giả thì nó có ảnh hưởng của những người đi trước ấy, và trong văn học đó thì nó có nhiều cái liên kết từ những văn học đi trước. Ví dụ như hồi trước chị có nói về bài gì là người ta của Loca ấy, và Loca cũng ở Thanh Thảo viết viết bài đàn guitar của Loca để tự nhớ những gì mà Loca đã làm ấy, và sau đó ở trong cái bài thơ của Thanh Thảo có rất là nhiều hình tượng mà ẩn dụ hoặc là hình tượng mà Loca đã viết nên những bài thơ đó, và Thanh Thảo đưa đưa vào trong bài thơ của mình. Ví dụ như là chiếc guitar, ok, rồi những cái cây cây cam và rạp mai hay gì đó chị quên mất tiêu rồi. Nói chung là nhiều thứ, nói chung là vầng trăng rồi là cô gái di cam vân vân, kiểu như thế gọi là hiện tượng liên văn học.
không mình không đi quá đi xa quá nữa. Mình tiếp tục nhé. À, Minh Phúc, Minh Phúc. Em đây. Ok. Tại chị thấy kiểu mấy bạn đó kiểu như không có ai cả. Có hai bạn là thôi ngồi. Ok. Chuyện này được chưa Ngọc? Chuyện này các em cần nói qua chuyện nào không? Em về nhà cha. Chị nghĩ là các em cũng về nhà cha hết rồi đúng không? Không chị, nó có cái nó có mấy cái quyển mà kiểu quyển gì nhỉ? Tổng hợp ngữ pháp từ vựng. Em thấy ok. Không, nhưng mà nhiều hôm em viết từ quyển ấy vào ấy, cái phần collocation ấy thì nó lại không đúng lắm. Ví dụ như cái phần mà on the basis ấy, thì trong quyển đấy là của thầy Optional ấy, là quyển ấy thầy viết là trên nền tảng của, nhưng mà on the basis of ấy thì nó lại là kiểu hàng ngày hàng tháng hàng năm ấy, thường niên các thứ ấy. Nếu không mà thêm đó, vào tùy thôi em, tùy thôi em. Ví dụ như em đang nói về on a daily basis thì nó hơi khác, kiểu như em có thêm trạng từ vào đó hay không, tùy on a daily basis, on a day to day basis, on the vân vân temporary basis. Không, hồi sao em nhớ là chị bảo kiểu on a daily basis thì nó bằng với everyday. Nói chung là nó có trạng từ ở nó có tính từ ở chỗ đó nữa. Ủa, chị có nói kiểu on the basis nó bằng everyday thôi hả? Chị nhớ chị ghi ra Chị... một loạt các từ mà. Đây là cái hôm mà Nhớ hôm đó chị có ghi ra một loạt các từ mà. On the daily basis rồi on the day to day basis rồi regular basis gì đó, chị có ghi một loạt các từ. Rồi chị bảo là on the chấm 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 basis đó là kiểu như trong thường cái gì đó, nhưng mà tùy vào cái tính từ mà nó đang hướng tới. On the basis. Ok. Chị tra lại từ này nào. Em tra lại từ điển cho Ngọc cái chỗ đó ấy. Em tra rồi chị. Nó nói sao? Nó ghi là everyday. On the basis of. Cũng có thể on the basis of. Nhưng mà kiểu bởi vì mỗi người là kiểu. Không phải, không phải. On the, không em bảo là em nhầm. On the xong rồi cộng với trạng từ xong cộng với basis. Kiểu tính như là từ xong cộng basis. Ví dụ như nó cũng có thể kiểu như a basic fact on the basis, nhưng mà kiểu như nó mình có đặt nó trong một cái ngữ cảnh nào đó thì có thể nó sẽ theo một khuynh hướng nào đó cũng tùy thôi. Nếu mà nó ở trong một cái ngữ cảnh tùy từ cái câu mà người đó nói đến hoặc là những cái trường hợp mà đặt cái câu đó ở trong đó thì ví dụ như em không có nhưng người ta có thể hiểu được thì ok, nhưng mà thường thì người ta vẫn có đủ tính từ ở trong đó thì nó sẽ mang tính chất rõ nghĩa hơn. On the basis of nó bằng cái nhìn từ đồng nghĩa này, ba gạch là nó đồng nghĩa. Based on, because of, due to, thanks to, going by, on to, on account of, by reason of. Đó là nghĩa của on the basis of. Causation, arrangement, way, system, putting equipment, base, the law is supporting. Ok. Với lại là thường là những cuốn sách thì người ta kiểu người ta chỉ đúc rút từ một là kinh nghiệm hay là những gì người đó học được, và nó có thể nó bị trong một vài trường hợp đặc biệt thôi, bởi vì ngôn ngữ là một thứ gì đó khó có thể học hết được. Với lại ngôn ngữ nó còn gắn với cái ý tưởng, cái mà cái sáng tạo ấy, cái sáng tạo và cái ý tưởng của mình truyền đạt, và những idea, kiểu idea mà mình có thể đem ra vào những cái gì, kiểu như ngôn ngữ còn là kiến thức nữa. Thế nên là vốn từ vựng càng nhiều thì có thể nói là kiến thức càng nhiều về một lĩnh vực nào đó, cũng có thể là chuyên ngành, cũng tùy. Và việc đào sâu ấy, thì có nhiều từ nó lại liên ngành sang khác nhau, kiểu như là ứng dụng ở trong tâm lý học nó lại là nghĩa này, nhưng mà
chính trị thì nó lại nghĩa khác, hoặc là khoa học thì nó lại nghĩa khác, nhưng mà nó đều là cùng một từ, nhưng mà mình sử dụng được qua rất là nhiều thể loại khác nhau, và mỗi thể loại thì nó đều có một cái định nghĩa riêng và khác biệt và không không thể nào nhầm lẫn với nhau, nhưng mà nó về về mặt ấy, thì nó thì giống nhau kiểu thế. Ok, như chị nói là nhiều. Thôi mình bắt đầu làm bài tập nhé. Cái phần này mình làm chưa? Alo, Ngọc em làm bài tập ở nhà chưa? Sao chị? Em làm bài tập hết. Em làm hết bài tập chưa? Chưa đâu chị ạ. Còn cái phần collocation. Bữa mình sửa được bài nào chứ nhỉ? Mình chưa sửa đúng không? Chưa chị ạ. Mình sửa bài luôn nhá. Quên đọc qua không? Kiểu câu 1 là cần điệu hóa cái tầm quan trọng của cái vấn tập trí đấy. Cần điệu hóa lên là exaggerated. Đó, chỗ này mình điền là em in vào ạ. Đó. Còn câu 2 là kiểu cãi lại, contradicted, là cãi lại hoặc là mâu thuẫn với. Cãi lại cũng được. Cãi lại. Contradicted. Câu tiếp theo. I know. Susan needs Wealthy, but there is no need for her to boast, là kiểu khoe khoang về nó ấy. Tôi biết là wealthy, tôi biết là Susan rất là giàu, nhưng mà cô không cần thiết phải khoe khoang với mọi người, nhìn tất cả mọi lúc rồi. Tốt. Câu số 4. Kiểu sao nhỉ? Nịnh nọt đấy. He was just người mẫu. Bothering me. A professional model. 5. The politician has continually thought his innocence. Innocence này là sự ngây thơ này. The politician has continually thought his innocence. Nếu như mình chỉ thôi để nó continually search it. Search như là kiểu xác nhận rồi. Cũng như là khẳng định là nó đúng ấy, tự thế khẳng định asserted. Nhưng mà cái câu phía sau là innocence là kiểu ngây thơ ở chị, những cái lời ngây thơ á, không ý là những cái kiểu sự vô tội ấy. Sự vô tội khẳng định nhầm ấy, sự vô tội ở. Ok. Câu số 6, cho nên được chưa? Câu số 6 được chưa? On đi. Câu 6 là insist on nha. Ok, tốt, insist on. Khang vào rồi à? Ok. Hello Khang. Mình nói vào, sorry. Không sao, nhóm chỉ có 3, 4 đứa thôi. Ok. Câu số 7. Mình làm câu số 8 trước được không? Mình làm câu số 8 trước được cáo không? Buộc. Câu 7 là cáo buộc. Câu 7, cáo buộc. Thompson thì bị cáo buộc. Đúng rồi. Còn kia là thốt ra những cái lời, những cái từ đơn giản. A single word until. Không, chỉ là một từ cũng đừng có thốt ra kiểu như thế. Ok. Tốt. 9.
don't utter a single word. Ngọc Ngọc, chị nghĩ là em nên kiểu đọc nguyên cả câu tiếng Anh ấy để có một cái gì đó nó bắt đầu thấm vào đầu cái flow của nó với lại có thể chịu hồi đấy. Okay. Kiểu chị ơi, kiểu ấy em kiểu sao nhỉ, kiểu chưa viết quen này, em kiểu nhờ mấy cái đoạn văn là em chưa viết bao giờ luôn đấy, em hỏi luôn đấy. Chưa làm thì bây giờ làm thôi. Constant. Nếu kiểu như là mình phải viết ra rồi ấy, thì mình kiểu nói nó mới kiểu như vậy, nói mới trôi chảy. Okay. Ra nó cứ sao ấy, em hơi chán. Nhưng mà kiểu mình phải nói ra nữa kiểu. Để chịu hồi những gì mà mình đã làm ấy, bởi vì mình, nếu mà mình chỉ viết thôi ấy, thì nó vẫn chưa có thể nào mà đưa lên được cái bề mặt nổi. Không, em nói viết, em nghĩ là viết với nói thì cũng khá giống nhau, tại vì là nó cũng cùng là kiểu đưa ra cái thông tin của mình. Một cái là đưa ra một lời nói, một cái là đưa lên tờ giấy thôi. Hai cái nó cũng, em thấy nó cũng giống nhau mà. Nên là khi mà mình viết tốt thì có thể là nói cũng sẽ tốt hơn. Em nhưng mà đó vậy. Đó là cái đúng thế. Thế nên là một người mà chị ngưỡng mộ nói rằng đi đại học, học đại học để làm gì, học để học để học người học viên ấy có thể học được nói và viết, bởi vì nói và viết là một công cụ tuyệt vời, một công cụ mà kiểu như có sức mạnh vô hạn cho con người về cá thể đó. Thế nên là nói và viết là quan trọng, quan trọng. Okay. Câu 9 là tâm sự. Confined. Confined. Confined in. Okay. Số 10 là confirm nha. Xác nhận. Okay. Okay. Confirm. Tốt. Số 11 là disclose. Và số 12 là convey đúng không? Okay. Convey. I can't begin to convey how sorry I am for the troubles I've caused. 13. I couldn't hear the audio. Sao ấy. Sao ấy. Thì sao là? Là murmur. Thì mình điền đây là. Thêm ed vào chị. I could hear all the audience murmuring about murmuring. Okay. Murmuring. Câu số 14. Lắp à chị? Vấp à, không vấp khi nói. Over the words. Stumble over. I stood còn phải there. Thêm s là gì không chị? I stumble. A newspaper. A newsreader. Sorry. Đọc không kỹ. Mét vào nha. Được rồi. Tốt. Câu số 15. Misreading. I stood there. 15 là stuttering nha. Tốt. Ủa, có thể mình không nha. Okay. Stuttering. Và cái còn lại là mumble. Tốt. Mumble. Khi nói tiếng Anh ấy, thì đừng có một mumble kiểu thế. Nói to lên, hãy mở miệng lên và nói kiểu vậy. Ok, đó, câu số 17. When there was that I thought about that news come on ITV, she said it's hilarious. Em có cái từ gì nó từ nào nào, nếu mà không được thì các em có thể dùng phương án lại loại trừ mà có lại là vừa chị cũng có phân biệt từ rant với từ rave rồi đúng không?
nó cũng phân biệt rồi đúng không? Và thì nó còn có nghĩa là gì? Rave. Rave. Một nghĩa nữa của từ rave. Cái từ rave em nghĩ là nói chung cơn tức giận thì chắc không hợp rồi. Không. Từ rave nó có hai nghĩa mà. Không, chị có nói mà. Nhớ lại đi nào. Rave nó không chỉ là chỉ có nói trong cơn tức giận nữa em, mà nó còn kiểu như tán dương hoặc ca ngợi hoặc tấm tắc thêm cái gì đó nữa em. Kiểu như là ví dụ câu ví dụ màu trước mình có học ấy, cái nghĩa thứ hai ấy, kiểu the critics are raving about her performance ấy, là không phải là nói giận dữ về cái cuộc biểu diễn của cô ấy đâu, mà kiểu như là ca ngợi tấm tắc khen cái biểu diễn của cô ấy kiểu vậy. Nói chung là nó có hai nghĩa, rave nó có hai nghĩa. Nhớ nhá, raving. Ok, câu số 18. Stop, dot 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 on the desk. Câu 8 dễ mà, à 18 dễ mà. Scribbling. Chị ơi, đây cái từ desk ở đây nghĩa là gì chị? Bàn học thôi em. Như vẽ bậy lên bàn thôi. Vẽ bậy à? Em tưởng cái từ scribble này là ngụy biện cơ. Okay. Từ em đang đọc chỗ nào vậy? Scribble. Không, cái từ scribble ấy chị. Chị đang nói từ scribbling mà. Scribbling. Cái này mà. Scribble. Nhầm. Từ sau khi đừng nhầm đấy. Scribble là ngụy biện rồi. Ngụy chính là scribbling à? Scribbling là kiểu đúng không? Không hẳn là ngụy biện. Mà kiểu như là gây tranh cãi, cũng như là cãi nhau rồi chuyện nhỏ nhặt đấy. Em cứ nói mà. Đúng rồi. Ngọc. À chị. Ok. Quibbling. Over the bill. It's only a few euros. Euros. Euro. Arrows. Từ này bắt đầu sao đây? Euros. Arrows. More than we thought it would be anyway. Okay. Go to town. When the boss gets in a bad mood, she just ranting at everybody. Rant. Rant là gì đây? Nói huyên hoang. Nói huyên hoang chị. Rant. Nói xáo rỗng. Rant at everybody. Nói xấu được. When my boss xấu gets được, không nhỉ? In bad mood, she just start up at everybody. Kiểu quát mắng. Kiểu rant nó khác rave, và nó thường kiểu nó kiểu talk loudly, complain or talk loudly and angrily for a long time. Kiểu kiểu như nói không hẳn là nó xấu, mà nói ra những cái điều mà nó cũng vô nghĩa xáo rỗng như em nói. Ok, tốt. Không phải là is ranting không chị? Is ranting. Ok. Chị có nhận cái nào? Sorry, chị lỗi. Sorry, nhớ nhá. Hello. Ok, sorry, nhớ. Hello. Sao nhân? Em mới làm bài kiểm tra. Ok. Sao? Có 21 điểm gì đây? He is a for all budding writers. Chị ơi, budding là gì vậy chị? Budding là gì vậy chị? Budding là kiểu nở rộ ấy em. Bud là cái bắp á. Cái nụ ấy. Cái
Budding mà okay. Là kiểu nở rộ ấy, kiểu fruitful ấy, yeah. Kiểu như fruitful. Như đó là từ mừng đó. Hay gọi là cái lúc kiểu giống như là cái người về nhà viết văn, những người viết mà thì đang nở rộ và đang phát triển và đang đến thời của họ kiểu vậy. Tip. Here's a tip for all budding writers out there. Oh, chị ơi, chị dịch cho em mấy câu đằng sau được không chị? Never let the truth get in the way. Never let the truth get in the way of a good story. Đừng để cái sự thật ngán đường một câu chuyện tốt. Trang hiểu như em nghĩ viết phải bị ra. Đúng thế. Kiểu như là một cái sự thật mà trần chuồng ấy, một cái sự thật trần trụi. Sao đây? Một sự thật trần trụi. Mà không hẳn là tạo ra một câu chuyện hay kiểu vậy. Sorry. Giống như cô ấy bảo là học IELTS, ý như là lúc mà mình nói mấy cái chủ đề của IELTS là mình phải bịa ra chứ. Mình nói sự nếu mà nói sự thật thì cũng khó. Đúng thế. Thường thì các thầy cô hãy gửi cô luôn khuyên là hãy make up a story, kiểu cứ kiểu như tự nhiên đi, kiểu như nói vừa vào vậy gì cũng được, miễn là nó có câu chuyện là được. Mà kiểu mình có thể dùng ngôn ngữ ở trong đó ấy. Không nhất thiết là đó là chuyện của mình, cứ bịa ra mà nói thôi. Bởi vì họ đang test khả năng ngôn ngữ của em mà. Người ta đâu có test những cái gì mà em đã làm đâu. Mà mình phải kể từng sự thật ra. Nhưng mà nếu mà em có một cái vốn kiến thức đầy đủ ấy, và kiểu như là nó tuyệt ấy, tức là em có chuẩn bị đầy đủ gì đó, mà em có thể nói ra những gì mà em đang làm, có thể em chỉ thêm một chút xíu, phóng đại ra một chút xíu để cho nó hay hơn, nó thi vị hơn một chút xíu thôi cũng được. Nhưng mà nếu mà em đạt đến một trình độ nào đó mà em có thể nói sự thật rồi ấy, mà người ta có thể kiểu nể và nó cũng hơi tuyệt vời. Ok, tốt. Câu số 22. Và là clarification đúng chị? Further. Clarification là gì? Là cái lời giải thích mà làm cho người khác hiểu ấy. Còn kia là just hay sao? Hiểu được ý chính của cái just. Lý do chính. Tốt. Các em tự nhiên nhé, chị hơi lời. Just. Understood the gist. Quote là gì vậy chị? Hả? Ở trong câu 24 ấy chị. Quoted là kiểu... như là câu hỏi quote. Đúng không? Không, yeah. Kiểu... Quote là kiểu như em có biết những các câu quote đó không? Là kiểu như người ta trích dẫn từ những cái câu đó ra hay phải? Trích dẫn từ một cái lời nào ấy nào đó? Kiểu như cái câu trích dẫn. Trích dẫn, ok. Thêm nhầm với cái từ gì đó. Phải là query. Context. Query. Cái từ quote. Query đúng rồi. Này ha. Em nhập cái từ đó. Ok. Sao? Out of context. Cái từ quote này nếu mà là danh từ thì mình cũng có thể ghi là quotation. Ok, quotation, quote. Tốt. Ok. Tốt. Phần B. Câu 1. Fed up with jargon. Jargon in official documents. Tốt. That's impossible to fully comprehend. Tốt. Câu số 3. Yeah. Câu số 3 là vague. Tốt. Hiểu biết mơ hồ. Nhầm, không phải. Mơ hồ ấy. Nó khác với cái từ ambiguous. Khác với từ ambiguous.
mà đã giải thích rồi. Ambiguous, đúng không? Language and realize you haven't got a inkling. Oh, inkling. Okay, biết sơ sơ về. Sorry. Awesome. Không có gì. Okay. Rồi ta có tiếp theo là illegible. Khó đọc. Khó đọc. Em nghĩ tại sao chữ của bác sĩ lại khó đọc? Tại sao chữ của bác sĩ chắc là không? Chắc là có nhiều thôi. Nhiều bệnh nhân kiểu như vậy. Em chả biết nào. Tại vì bác sĩ còn tại vì bác sĩ có rất ít thời gian để mà ngồi ghi chữ nắng nó. Okay. Với lại kiểu chị nghĩ là do họ cũng tiếp thu thông tin nhiều á, và thế nên các nghiên cứu của họ cũng phải nhanh lên cấp tốc á, vì là lượng kiến thức khá là nhiều ấy, mà nếu mà nghĩ chậm thì nó khá tốn thời gian ấy. Và tự nhiên họ cũng quen với việc đó rồi, thế nên là kiểu chữ của họ như thế. Bởi vì sau khi kiểu một thời gian chữ chị thì cảm giác chữ chị rất là đẹp và mọi người được khen, lúc nào lên bảng thì cô cũng gọi chị lên, nhưng bây giờ chữ chị nhìn không ra luôn, bởi vì chị nghĩ khá là nhanh, cứ kiểu như lười nữa ấy, kiểu thế. Thôi, tiếp tục câu số 7. Denounce nhỉ? Denounce là gì đây? Chắc là criticize nhỉ? Kiểu như là chỉ trích. Ok. Phản đối cái việc. Có một cái cụm là nó cũng liên quan đến criticize, là được chỉ trích là come in the fire. Là đang bị chỉ trích, bị chỉ trích. Em come. Yeah. Em nói cái gì? Come under fire. Come under fire. Oh. Okay. Nghĩa của nó là bị chỉ trích. Be criticized. Be criticized. Okay. Tốt. Thế em còn nghĩ ra từ gì khác không? Chỉ trích em nhiều lắm luôn nhưng mà. Sai. Em thấy okay. Mình có thể sử dụng mấy cái từ mà có đi với từ x nữa. Flash x. Okay. Thôi. Được rồi. Câu số 8. Số 8 là blunt. Tốt. Blunt. Let's be blunt. Thắng nào. Câu số 9. Petition. Petition là gì đây? Petition. Là đơn thỉnh cầu. Ok, tốt. Còn placard. Placard. Affix. Tấm affix. Tốt. Đang cổ động affix. Tốt. Phần xe. The media. One. The program. Doesn't go out like it. Pre-recorded. So pre-recorded. Go so high. And now let's go over our political. Who's with our correspondent? Correspondent. Also, the title of the book is usually printed on the cover. Footprint. A footnote. Chắc không em. Kiểu một quyển sách vậy. Như thế này nha. Hay là cái gì nó sẽ in cover it. Nó in vào đâu? Thường nó ở đầu bìa hoặc là ở gáy. Tốt. Smile. Câu số 4. I'd really love to be the main .. hosting a national nightly news show. To be main Anchor. Anchor là gì đấy em? Kiểu như người dẫn chương trình phải, em nhớ vậy. Mm-hmm.
Được, phát thanh viên kiểu yep. Ok, nó phóng viên gì đó, nói chung mình chương trình được anchor. Từ tiếp theo, câu tiếp theo, there's usually massive media when okay. Celebrity, celebrity, yeah. Celebrity. Người nổi tiếng. Người nổi tiếng. Split up là nghĩa gì vậy chị? Split up kiểu chia, kiểu broken up ấy, kiểu chia tay ấy, kiểu chia tay kiểu vậy. À, phân ra nhỉ? Phân chia ra. Đấy. Kiểu như cái cặp mà... chia tay à? Chia tay, chia tay. Ok. Kiểu cái cặp người nổi tiếng này chia tay ấy. Rubber broadcast. Broadcast. Đã cùng em. Nghĩ lại như nào? Massive media coverage. Ok, tốt. Coverage là gì đây? Là những cái tin tức, điểm tin. Tốt, tốt. À, ok. Ok, chú ý nhá. Câu số 6. A trailer. Trailer. Ok, tốt. Câu tiếp theo. Trailer. Câu tiếp theo. Caption. Okay. Caption. Tốt. Caption. 8. I will add a short. Cái gì at the bottom? Tốt. Footnote. Footnote sẽ em cái nhầm nhỉ? Footnote là cái gì? Footnote là gì? Chú thích ở cuối trang. Tốt. Chưa đi em. Chưa đi em. Em có 10 là câu pamphlet. Tại sao em? Câu 9. Pamphlet là... Okay. Pamphlet là một cái tờ báo nhỏ. Kiểu tờ báo. Một trang, trang cổ động. Không, một cái nó cũng kiểu nó một tờ giấy tờ báo ấy khi thông tin về chứa ảnh mà nó cái booklet với lại cái pamphlet là nó gần bằng nghĩa nhau tại vì nó chứa một thông tin cụ thể về một lĩnh vực nhất định. Như chị cũng có phân biệt từ này rồi mà đúng không? Cái này thì mình tự chị nói cơ bản là nó là một cuốn sách mỏng mà nó đi thông tin về một cái tờ nhân nói về một cái lệnh có chính là có chính là broadcast là phát sóng. Broadcast. Okay. Tốt. Chị xấu quá. Ok, cơ phần đây đi. Oh, đây. Bóng to cái này hơn một xíu. You may be working on that great work of fiction and know that within a couple of years you'll be regarded as a hugely successful what successful freelancer writer. Columnist. Novelist. Tốt, novelist. Ủa, thế là nãy chị nghe nhầm không? Nãy chị có nghe nhầm. Novelist, đúng rồi em. Ok, tốt. Hai, Sunday Caller. Xin được chậm. Handbook. Sao em? Sunday Caller mà. Handbook là gì? Cũng giống như cái từ pamphlet vì nó có fill with feature article. Không em, bị lại đi nào. Sunday Caller, other dot are filled with feature articles. Ôi chị ơi, Sunday Caller nghe là nghe nào nhỉ? Sunday Caller.
như phải thêm một cái từ nó mới có nghĩa. Thôi là nhớ được tên mà. Chị nghĩ là cái này này em nó có ở trong ví dụ của cái phần đó ấy. Trong ví dụ của những cái bài đó ấy, các em chú ý freelance, freelance là kiểu như làm việc không có phụ thuộc vào một bất kỳ một công ty nào đó ấy. Do làm tự do freelancer, các em đừng có nghe cái này này em, kiểu các em nên chú ý những cái ví dụ ấy, bởi vì ví dụ thì họ hay thường hay đưa ra những cái câu tiêu biểu ấy và một cái trường hợp tiêu biểu ấy, và thường là những cái phần bài tập ở trong đây thì nó cũng sẽ có liên quan đến những cái đó em. Như là xuyên tạc à? Từ color ở đây ta. Yeah. Từ color ở đây nếu có nghĩa là xuyên tạc. Không em. Em đọc lại ví dụ. Được rồi. Chắc là chị không cần chị mở lại. Thôi chị mở lại cho. Chờ chị xíu nhá. Ở dưới này trên conflict company seller art synthetic no đây này em đọc cái chỗ này đi em ơi. Yeah. Ok đọc to phần chỗ này đi em. Em nào đọc đọc nghĩa với lại ví dụ của phần này thì có nào supplement. Separate part of a newspaper or magazine. Ví dụ. Frontier. Cái gái. I love reading the color supplement that comes with the paper on a Sunday. Hả? On a Sunday. Supplement. Không hiểu lắm. Paper on a Sunday. Sunday là nó thì như là nó tên của một tờ báo thì phải. Yeah. Supplement ở đây là gì đây? Cái gái lấy sách. Không, kiểu không, em nghĩ là supplement rồi, nhưng mà tự nhiên lại có kiểu sợi handbook ở đây là như này, em không hiểu lắm. Không hiểu câu 2 lắm ấy, sợi handbook ở đây. Em nghĩ là supplement rồi. Nhưng mà không phải là dạy thêm handbook ở đây nữa. Chỗ nào em? À, cái cô hai là sub. Ờ, cô phần cô hai. À, là supplement đấy này. Ờ, cô hai supplement. Tự nhiên. Trời, sao em lại nghe là handbook rồi nhỉ? Supplement for gì nhỉ? Em? Cái phần phụ lục á. Tốt, phần phụ chương, tốt. Ok. Ôi, từ tìm lại bút đã. Ôi, bút chị đâu rồi? Xong tôi muốn không cất bút nó vô đang chờ. Ôi à không đây rồi. Ok chị đã trở lại. Yes. Lần sau ấy mình học từ vựng là mình chú ý đọc những câu ví dụ nha. Nếu mình không đọc nghĩa, mình đoán nghĩa thì mình cũng phải đọc lúc qua câu ví dụ như hồi trước học nói ấy. Để mình nắm được những cái trường hợp mà nó hay sử dụng. Bởi vì quan trọng từ vựng ấy là mình phải biết được xác định là ngữ cảnh nào mình dùng với nó thì mình mới sử dụng nó được. Còn nếu mà mình chỉ học chay thôi thì mình không biết ngữ cảnh nào mà dùng đâu. Nhá, yeah, ok, tốt. Phần 3. Câu 3, à nhỉ. Đúng rồi. Câu 3. Subtitle. Phụ đề. Tốt. Câu số 4. Offer to help a political party to produce its next. Manifesto có phải không? Bản kiểu giấy. Manifesto is offer. Offer to help a political party produce
manifesto or the its next manifesto for a small theme, a course of the world. Kiểu như giấy tuyên ngôn của bản tuyên ngôn của chúng ta. Đúng thế. Politics offer a political party produce its next manifesto for a small thing, of course, okay. Like technology, one has to write its instructions or gì đây? Handbook. Okay. Equipment với lại instruction ở đây. That comes with every piece of equipment we buy. Oh, sorry. Oh, energy. Okay, sorry. Okay, đọc đi đây. Câu số 6, gossip. Set yourself up as a gossip. Nếu mà mình còn hơi vướng bận thì mình có thể tiếp tục làm số 7, số 8, số 9, số 10 mình cũng được không sao? Số 7 là Crytek nha. Crytek. Crytek. Cry hay cry nha. Cry ha. Okay. Sorry. Số 8 là... Gossip. Gossip là kiểu như cái chuyện mà... có ship hôm bữa hình như mình cứ gặp tờ này thì phải kiểu những cái chuyện nhảm nhí mà người ta cứ kiểu cứ có ship về nó kiểu đúng à tại gì phím hả đúng rồi chuyện phím. Nhưng mà ngày mình điền gì đây? 8 là reviewer. Book reviewer. Chính là tabloid. Tabloid. National tabloid. 10 là ghostwriter là người người viết báo thuê không? Ghostwriter. Okay. Gossip communist là cái gì ta? Em không biết. Sắp chấp theo. Gossip. Kiểu như là mấy chuyện nhảm nhí là đây là kiểu những cái chuyện mà người ta thể là kiểu như bới móc đời tư của ai đó xong rồi cứ nói chuyện và mình cứ nói chuyện là mình bới móc một ai đó như chuyện phím á hoặc như nó cũng có nghĩa là kiểu những cái nguồn lượng nhập từ các sự kiện khác nhau từ các kiểu như có nhiều sự kiện xã hội xảy ra, có nhiều sự kiện không kiểu vậy, xong rồi người ta đó là những cái người mà gossip column là những cái người mà viết một riêng của tờ báo ấy, mà người ta lượm nhặt từ nhiều nguồn khác nhau, nhiều cái sự kiện xã hội khác nhau kiểu vậy, nhiều nguồn khác nhau. Yeah. Chị chỉnh cái mic lại nó bị rè rè sao? Sorry, đỡ hơn chưa em? Dạ rồi. Đó. Ok, để chị tắt quạt. Chị cảm giác như chân chị bị gãy rồi á, kiểu từ sáng giờ ngồi miết luôn. Kiểu ngồi từ sáng giờ luôn á, thật luôn ấy. Chỉ có đi ra ăn cơm thôi, còn lại toàn ngồi trong phòng không à. Ngồi làm việc từ sáng giờ. Thật tình. Xong rồi chị đứng lên tắt quạt cảm giác như chân cứ run. Ngồi nhiều chị. Ừ. Nó không lên não.
Không, nhưng mà chị, ngày nào chị cũng tập thể dục trước khi làm tất cả mọi việc, như là mới sáng dậy chị tập thể dục, thế nên là não chị vẫn ok, chị vẫn tỉnh táo, cognitive function ok. Ok, câu số 1. Could you start up the message? Get across. Không em. The message to Darren. Pass on. Đúng thế. Đúng pass thế. On. Khi mà thấy thì hãy truyền lời thôi. Pass on. Nó mới convey. Không truyền lời. Truyền lời nó khác với truyền đạt nha em. Truyền lời nó hơi khác với truyền đạt một xíu. Bởi vì pass on ấy thì nó, chị nghĩ là pass on nó không những là bằng lời nữa em. Phải không? Nó bằng với give something to something, kiểu đưa cho ai thôi, đưa cho ai cái gì thôi. Vậy là kiểu truyền đạt để cho người ta hiểu. Đúng thế. Truyền đạt thành tay thì nó thường về từ lời nói hơn, còn pass on có thể nó có nhiều hình thức khác nhau nữa. Ok, tốt. Câu số 2. Blurt out loud. Thốt ra. Blurted. What's new? Blurted. Ok, chú ý thì nhá. Ok, tốt. 3. Opposed to the idea at the start. But talk him round là bằng persuade. Tốt. Persuade. Tốt. Talk him down in the end. Oh, okay. But I just can't seem to dot out my point of view. Cái này nè. Cái này mới là từ nào? Get my point of view across. Get my point of view across. 5. Dave and get across the but it's plan đúng chị. Xì gì em, gì em. Make em hơi rè. Sao em? Get across có phải bằng explain không chị? Ý em là express á? Explain, giải thích cái chuyện. Explain á? Không hẳn. Kiểu get across là kiểu như mình cố gắng diễn đạt cái gì đó ra, tôi cố gắng mà kiểu cũng có thể là tìm ra một cái ngôn ngữ nào đó để nói, hoặc là kiểu như cố gắng truyền đạt nó ra thôi. Ok. Yeah. Thì mình coi lại về mặt định nghĩa chỗ này nhé. Yeah. Sorry. Đây. Get across. Make someone understand something. Ok, cũng good. Nó cũng tương tương explain. Chị vẫn không nghĩ nó là explain nhỉ? Kiểu làm cho ai hiểu cái gì là giải thích cho người ta hiểu. Ok. Kiểu chị nghĩ cái từ giải thích nó hơi khác một chút xíu so với cái việc mà get across. Get across thì nó kiểu cũng là kiểu như tưởng, muốn như khác chuyện hiểu. Chuyện là ý tưởng thôi. Cũng kiểu như là muốn như khác hiểu. Nhưng mà kiểu mình cũng đang cố gắng. Không, thế là nó cũng giống nhau nhỉ. Không, thế là cho chị suy nghĩ nhiều thôi. Ok, chắc cũng được. Chị suy nghĩ đến kiểu như là mình đang cố gắng nghĩ ra những cái ngôn ngữ nào đó rồi này nọ để có thể mà truyền đạt một cách dễ dàng. Ồ, đúng rồi, truyền đạt một cách dễ dàng, mục đích để cho người khác hiểu dễ hơn. Ok, explain cũng được. Ok, vậy cũng được. Ok, tốt. Số 5. Talk over. Talk over gì đây? Discuss phát nhầm thảo luận về. Talk over thêm ed vào ed. Talk over. Em tưởng là
Được, em tưởng là đổi chủ đề thảo luận hoặc là đổi những cái gì mới. Nó bằng với discuss. Sorry, chị không biết. Kiểu như là ví dụ đang tranh cãi rồi xong, kiểu như là tranh cãi những cái gì mới mẻ hơn, kiểu như thay đổi chủ đề tranh cãi. Được rồi, chờ chị xíu nhá. Chị xem lại từ get across này đã. Kiểu chị thấy có cái này. Ở cái chỗ mà từ điển tiếng Việt đấy thì người ta có dịch là cái này là nó trình bày ý kiến một cách khúc chiết, một cách khúc chiết, khúc chiết. Kiểu khi mà chị nói ấy, chị kiểu chị suy nghĩ là bởi vì nó không thể nào interchangeable ấy, thế nên khi mà đặt hai từ đó cạnh nhau ấy, có thể là nó một vài khía cạnh là đúng, nhưng mà chị kiểu chị vẫn không thể nào, không biết nữa, không chấp nhận được. Kiểu cái get across nó chủ yếu vào cái việc mà người nói người ta có thể truyền đạt một cách thành công hay không, còn cái từ explain ấy thì nó explain thì chị nghĩ là nó chủ yếu là muốn cho người đó có thể hiểu hơn, là kiểu như là mục đích là hướng tới là của người đó. Còn get across không, em nghe em không chị ơi. Em nghĩ kiểu như này là get across là truyền đạt ý tưởng, khi mà người khác không biết thì mình truyền đạt ý tưởng để cho người ta biết. Còn explain là người ta biết rồi nhưng mà hiểu sai nên mình giải thích lại cho họ hiểu. Kiểu như vậy. Ok, vậy cũng được, tốt. Nhưng mà cũng tùy, cũng không hẳn là trong trường hợp là người ta hiểu sai, cũng tùy trường hợp thôi. Không, là kiểu như explain, cũng giống như kiểu em nói. Kiểu như explain là nó có cái gì đó rồi ấy, nó đã có một cái vấn đề gì đó rồi thì mình mới explain nó ra. Còn get across là cũng có thể chỉ là một người đó cũng không có một cái gì đó, nhưng mà người đó muốn truyền đạt một cái ý tưởng nào đó, muốn đưa ra một quan điểm của mình, muốn cố gắng truyền đạt thì người ta chỉ cần get across thôi. Còn explain nó thiên về hình như mình có một cái, đã có một cái vấn đề nào đó rồi thì mình mới explain về nó. Nên ừ, mình cứ nghĩ rằng là get across là giáo viên truyền đạt ý tưởng cho học sinh nên sao. Kiểu vậy, học sinh không biết cái, học sinh không biết cái gì hết, giáo viên truyền đạt ý tưởng. Kiểu vậy, là get across. I've tried to explain, bởi vì nó có một cái vấn đề gì đó rồi. Thế nên ấy, là ông này mới cố gắng để giải thích cái chuyện đó. Nhưng mà tôi thực sự không thể mà get across my point of view được. Không bị nào mà có thể truyền đạt cái từ vừa nãy chị nói là gì nhỉ? Khấu chiết. Trình bày ý kiến một cách khúc chiết, một cái gì đó. Khúc chiết là gì? Khúc chiết là chi tiết hóa về nó. Không được được. Sao người ta lại nói khúc chiết? Chiết là một cách rõ ràng, rành mạch, ngắn gọn, lựa chọn lời nói. Khúc chiết. Sao chỗ người ta lại nói là nó gãy gọn, chỗ thì người ta lại nói. Ê, dạ vâng. Con anh nhảy à? Ok, sorry, thôi mình tiếp tục nha. Câu số 6, sorry. Câu 6. 6 là speak out nè. Speak out. Speak out. Speak out. Giống như kiểu là nói thẳng ra. Nói lên. Nói thẳng ra. Không, speak out là lên tiếng bảo vệ. Lên tiếng bảo vệ kia. Nó thiên hướng là kiểu giống như là mình vẫn im lặng về một cái vấn đề nào đó, và bây giờ mình đứng lên mình nói ra cái vấn đề đó trước kiểu như public à. Rồi nói bảo vệ quan điểm ấy. Ok, tốt. Câu số 7. Số 7 là sao chật ao nhỉ? Sao ok. Giống như kiểu như là bị, giống như kiểu chỉ trích hết. Ok.
chắc kiểu vậy à? Kiểu kiểu như chỉ trích mà kiểu bị phản đối lại, mà kiểu như lấn áp một cái vấn đề đó một cách nào. Chị ơi, cái từ protester nghe là gì vậy chị? Protester kiểu như những cái người mà họ bảo vệ một cái luận điểm nào đó, kiểu như những cái người phản đối một chống đối một vấn đề nào đó và bảo vệ một cái quan điểm riêng của họ ấy. Mình có cái động từ protest là giống như kiểu disagree with somebody á. Kháng cự. Protest đó cũng là danh từ. Ok. By protester angry at the government's proposal. Kiểu các em cũng có thể tưởng tượng ra. Cũng không giống đình công lắm, không phải đình công, mà kiểu như chị nói thôi, chị nói thôi. Những cái người mà họ chống đối lại một cái quan điểm nào đó ấy, và họ có một cái quan điểm riêng của họ, và xong rồi họ cũng kiểu như đi thành một cái nhóm khá là nhiều người ấy, họ cũng bắt đầu cố gắng một cái thứ kiểu để chống lại một cái điều gì đó. Protester. Ok, câu số 8. Dry up. Dry up. Là gì đây? Dạ là bị hết ý tưởng. À đâu, bị gì á? Bị bóp hay càng lời. Càng lời. Cái gì mà quên mất định nó. Cái gì? Cái podium kia có phải là cái bục. Còn tiếng Việt mình nói cái gì mà cho mấy cái người phát không? Kiểu như có như một mấy cái người ấy mà người ta nó hay tiếng như vậy. Dạ không phải, ý là cái bục phát biểu. À, cái đó người ta gọi là cái sân khấu. À, ý em là gì? Cái mà người ta lên stadium á? À không nhầm, sorry. Stage. Cái để người ta lên mà người ta đi vòng xong người ta nói. Stage chứ hả? À, ý em là gì? Cái đó người ta mà em nói về podium á. Em nói về podium á. Cái không, em đang hỏi cái mà người ta hay đi lên đến người ta nói là cái gì? Không phải là cái gì? Biết làm mấy cái chỗ mà người ta stage. Đi vòng xong người ta nói sân khấu, sân biểu diễn, stage á. À, cái sân khấu. Đấy hả? Stage à? Cái đó người ta gọi là cái sân khấu. Stage. Ý em đang nói từ gì vậy? Podium á? Đang em đang nói từ gì vậy? Sorry. Không hiểu. Em bị lát. Ok, tiếp đi. Ok. Just stage. Ok. Tiếp đi. Tiếp đi các em. Blame on. Không em. Let on. Là gì đây? Mắc lẹo à? Okay. Kiểu giống như là kệ bí mật vậy. Có một cái cụm cũng liên quan tới let là let the cat out of the bag á. Không, cái đấy là chị không nói, chị đã phân biệt rồi. Không rồi, khác rồi, nó khác rồi. Không nói chị nói rồi. Nó không giống với let the cat out of the bag rồi. Ủa không giống hả? Không giống. Cái này nó đi mách lẻo á. Cái kia là đi để lộ bí mật. Để lộ bí mật. À, có một cái phrasal verb gì mà cũng đi để lộ bí mật ấy. Nhiều đấy. Kiểu cũng không hẳn. Ủa? Giống mà ta. Ở khoan nó giống mà ta. Từ từ.
Ôi chị không nhớ chị nói gì luôn á. Mình không phải ta. Nhưng mà thực sự later on nó cũng kiểu như là mình cũng nói về một cái vấn đề gì đó mà thực sự nó đã dự định là một bí mật nhưng mà mình đã cố gắng nói nó ra. À, đúng rồi, thì let on thì nó chung hơn. Còn cái let the cat out the bag là mình cũng kể một bí mật luôn. Nhưng mà cái hành động kể có thể là vô ý hoặc là cố ý. Uh-huh, đúng thế. Kiểu vậy. Hồi nãy có một cái từ cũng là confide and kiểu giống như kiểu gọi là chia sẻ cái bí mật giống như. Nhưng mà cái đó kiểu là chia sẻ hơn là uh-huh. Đi mách lẻo. Đấy, nó là tiết lộ. Confide. Confide in chị cứ confess. Suy nghĩ về. À, không phải confess, confide đúng rồi, confide. Chị nghĩ confide in nó theo kiểu giống như là mình tin tưởng vào một ai đó, xong mình muốn tâm sự với họ, xong mình muốn kể với họ về nhiều điều mà kiểu vậy. Đấy, cái nào giống như kiểu là chia sẻ hơn là đi mách lẻo. Cũng ok tốt. À, em nhớ là tâm sự mà. À, cái số 2 em nghĩ là come out, put out, bring out. Tại vì có rất là nhiều từ liên quan tới xuất bản. Em học rất là nhiều luôn. Yeah, vậy. Out, put out, bring out. Mình xài be out được không nhỉ? Is out được không ta? Is out. Thường thì người ta dùng từ nhưng mà nó dùng comes, nếu như mà được chọn mình sẽ chọn từ come, bởi vì mình trong come out trong từ điển Cambridge nó có ghi cái từ điển Oxford nó có ghi cái ví dụ đó luôn. Xuất bản. Nhưng mà mình nghe mấy cái động đúng rồi. Kiểu như mình thấy mấy cái từ mà mấy cái phrasal verb mà có để hay đi với từ come á, mà thường nó cũng thường được thay thế bởi động từ go hoặc là động từ to be. Giống như là come down with hoặc là be down with đều là bị mắc bệnh. Bị nhiễm bệnh gì đó kiểu vậy. À, có cái từ get out nữa. Get out cũng là xuất bản á. Get out có nhiều nghĩa, có một nghĩa là xuất bản. Get out. Thường thấy kiểu nếu mà xuất bản thì người ta hay dùng kiểu put out hoặc là bring out hơn. Tại vì hôm trước em tra là get out có nhiều nghĩa mà trong đó, trong số đó là có một cái nghĩa là publish. Put out, bring out. Thì nó mang tính kiểu đưa ra chỗ có. Tại vì mang tính publish nhiều hơn thì có thể put out và bring out là ổn. Ok, chỗ này được chưa, mọi người? Alo? Alo? Alo. Câu số 3. Get around nha. Get around. Like như là lan truyền. Ok. Số 4. Came out with là gì vậy? Miệng nói ra. Làm cho ai đó sửng sốt kiểu vậy. Boom. Okay. Five. À, Ngọc, hôm trước là anh có nói mấy cái từ đường đi ngủ rồi hình ảnh mới gửi lên mặt em. Còn bị lại tại hôm trước nhắn tin á, mình không có nói được. Five là get. Get your view. Put something or put yourself across. Bởi vì cái gì đang nói về your views ấy. You need to put your views across. Nó giống như cái từ gì hồi nãy mình thảo luận đó nhờ. Get across. À đúng rồi. Nó có phải giống như cái từ hồi nãy không nhỉ?
nó có phải giống với cái từ get across không? À, okay. Ông giống thế, nó cũng giống thế. Một cái thì nó liên quan đến cái ý tưởng, cái điều lên cái idea hơn. Còn một cái thì nó cố gắng truyền đạt kiểu mang tính. Cũng bấm lưu gì đấy. Bấm lưu rồi lát như con về cũng học. Nè. Cái gì vậy? Để nước bên đó nó hao điện nè. Tại vì ấy, em sẽ nhìn thấy cái chỗ, cái hoàn cảnh của cái câu này. You will need to do either job you extremely diplomatically, otherwise people might take offense. Thì kiểu như cái này nó mang, kiểu như mang tính kiểu hơi gây tranh cãi nhiều ấy, nó mang tính cái niềm tin về một cái sự gì đó thì put your idea across nó hợp lý hơn một xíu. Vì get across thì nó mang tính hơi nhẹ hơn, nó mang tính nhẹ hơn, put across thì mang tính nặng hơn, kiểu vậy. Thì bởi vì các em cũng thấy cái định nghĩa của nó cũng có ghi chú hình như niềm tin hơi đối ấy. Nào, đây, explain an idea, belief, etc. in a way that it is easy to understand. When get across to make people understand something. Các em chắc cũng nghe hay nghe kiểu khi mà chị muốn nói là hãy ý xét về trường hợp này thì chị sẽ nói là let's put this in this way, put this situation, let's put this thing on this way and think about it like this and like that, kiểu vậy. Thì nó sẽ kiểu như là mang tính kiểu express an idea, therefore kiểu như nó có một cái ranh giới hơi khác biệt một xíu giữa get across và put across thì mang tính hơi nặng hơn một xíu. Kiểu mang tính nó có cái ground của nó ấy. Ok, tốt. Six. Ôi. Set down. Ok, set down là gì đấy? Viết ra cho khỏi quên nhau. We've set down our beliefs and policies very clearly in our latest manifesto. Viết ra khỏi quên á, viết ra thì khỏi quên á. Từ chị ơi, cái từ mà diplomatically nghĩa là gì vậy chị? Kiểu một cách không ngon hả em? Diploma, ok. Em có biết cái từ... Thôi, thằng nói đi. À, tại vì, ấy là, nếu mà mấy em học kỹ, mấy em sẽ thấy cái từ diplo này nó sẽ đi với cái từ các từ như là diplomat, như giống như là nhà đối ngoại á. À đúng rồi, từ đấy em nghe rồi, từ đấy em nghe rồi. Đúng rồi, diplomat. Giữa hai quốc gia. Tốt. À đúng rồi, diplomat. Hoặc là liên quan đến đối ngoại, liên quan đến việc giữa hai quốc gia, hoặc là một cách khôn ngoan vẫn được. Giống như kiểu tactful á, có chiến thuật á, có chiến lược á. Em đi từ đó chưa nhỉ? Ok, em nghe rồi. À, ok, ok. Yes. Tốt. Cảm ơn Khai. Khi mà một người mà kiểu như là người ta kiểu như biết cách ngoại giao ấy, thì chắc chắn là người ta sẽ ăn nói khôn khéo, người ta dùng từ đây khá là hay, extremely diplomatically. Ok, tốt. Six, tốt. Thành sự. Six, ok, cái này làm rồi nhỉ? Set down, đúng không? Set down. Vậy chị đang nói về với... Ủa, số 6 hồi nãy có em nào đọc rồi đúng không? Ờ, Ngọc bảo là từ set down. Nhưng mà cái nghĩa mà Ngọc nói ấy, thì nó hơi... Kiểu như cái đó là nó nghĩa khác rồi. Phải nghĩ đó nghĩa hơi khác so với cái nghĩa mà ở trong bài này. Bởi vì ấy, là em thấy cái từ latest manifesto không? Nếu mà em dịch theo cái nghĩa ấy, mà kiểu viết ra để khỏi quên thì... Em nhầm anh chị ạ. Nó kiểu là write... Nó giống kiểu to write an ideas hoặc là information hoặc là words kiểu như vậy. Ừ, set down ở đây nó kiểu như là mình đặt xuống mà thực sự là mình gọi là gì á, mình chính thức tuyên down. À, mình tuyên không gọi là gì, tự nhiên chị không thể nào nghĩ ra những cái từ đó, kiểu như là officially state something ấy, kiểu vậy.
kiểu như là mọi người nên làm cái này đó. Kiểu vậy, kiểu như là em cứ tưởng tượng là một cái bàn làm việc, xong tự nhiên có rất là nhiều người xung quanh ấy, xong người ta đang thảo luận một cái vấn đề gì đó, xong một cái ông này đứng ra và xong rồi ông đặt ra một cái bản này và mọi người nên làm theo kiểu như thế, kiểu vậy. We've set down our beliefs and policies very clearly out. Kiểu như là để cái vào cái bản tuyên ngôn, để cái niềm tin vào policies. Những cái chính sách rõ ràng, những cái niềm tin và chính sách rõ ràng ở trên cái bản tuyên ngôn, những cái bản tuyên ngôn mới nhất này, thì nó có những cái chính sách và niềm tin rõ ràng, và xong rồi ổng sẽ mang đến đây, và xong rồi ổng sẽ bắt đầu tuyên bố là mọi người nên làm theo nó, hoặc là kiểu như tuyên bố về cái này này, kiểu vậy, set down nó kiểu vậy, bắt đầu đặt xuống mà, và thực sự kiểu cũng cũng như em tuyên bố về cái vấn đề đó kiểu vậy, xong rồi mọi người nên làm theo nó kiểu vậy, dần dần vậy. Ok, chuyện này hiểu hơn chưa? Hiểu kìa. Ok, câu số 7 là chị touch ơi. On từ từ em. Chị hỏi là cái chữ set down với cái lay down ở chỗ này thì nó có khác nhau cái nghĩa chỗ này, nếu mà mình bỏ lay down vào thì lay down hả? Yeah. Lay down. Lay down thì nó mang tính đặt xuống rồi, thì nó nằm xuống hoặc đặt xuống. Ô chị ơi, lay down nó liên quan đến set down chị. Không, ý chị, ý em đang nói từ lay này em. À lay à? À em nhầm từ lay down đấy, từ lay down đấy. Cũng có thể em, bởi vì là nó, nhưng mà nếu mà đặt nó theo cái nghĩa mà kiểu như là người ta đang cố gắng formulate, kiểu gì nhỉ? Cũng kiểu như mình đặt ra nguyên tắc vào một cái luật lệ nào đó và muốn người khác tuân theo. Lay down cũng có thể. Có lay down a law đó. Lay down á. Lay down a rule a law gì đó. Thì kiểu như là đúng rồi, như chị Vy nói cũng kiểu như đặt ra nguyên tắc để người ta phải tuân theo. Không, lay down á thì kiểu như là không muốn không đã... kiểu lay down nó giống kiểu như là độc tài hơn ấy. Muốn người khác phải nghe theo ý biến của mình ấy, là độc tài hơn ấy. Còn mình nhìn lại cái câu 6 này nhá. Mình nhìn lại câu 6 này, mình có từ manifesto ấy. Manifesto là cái bản tuyên ngôn ấy. Có nghĩa là thuận theo lòng của nhân dân hoặc thuận theo lòng của ai đó ấy. Tốt. Thế là nó khác nhau đấy. Set down nó mang tính đặt xuống và xong rồi đưa ra một cái lời tuyên bố đó hơn, còn lay down thì nó mang tính ép buộc hơn. Tốt. Ok, tốt lắm. Down như là lắng nghe ý kiến sao, không kiểu vậy. À. Ok. Rồi, câu 7 là count on. Chị thấy Ngọc khá là kiểu có thể mà đưa ra ý tưởng của mình ở trong tiếng Việt đấy. Đưa ra những gì mình suy nghĩ khá là rõ ràng và mọi thứ khá là ổn đấy. Chị thấy khá là hay á. Ừ, tốt lắm em. Ừ. Kiểu tiếng Việt được nhưng mà tiếng Anh ấy thì em không biết truyền tải được gì. Kiểu hôm bữa em biết không, chị mới nói chuyện với anh Khang bằng tiếng Anh xong ấy, xong rồi chị có một cuộc phỏng vấn bằng tiếng Việt sau đó, kiểu như nói nguyên một tiếng đồng hồ tiếng Anh, xong rồi một cuộc phỏng vấn nguyên bằng tiếng Việt sau đó, xong kiểu chị khó truyền đạt bằng tiếng Việt ấy, kiểu thế, kiểu như thay đổi ngôn ngữ ngay lập tức ấy, xong rồi người ta hỏi, xong rồi chị bắt đầu kiểu hơi ấp ờ, rồi kiểu không thể nào mà đưa ra một cái từ ngữ tiếng Việt hiệu quả mà có thể truyền đạt ấy. Xong rồi một lúc mấy anh chị kêu thôi mấy anh chị hiểu tiếng Anh, anh muốn nói tiếng Anh cũng sao đâu. Thôi thế là chị phớ được một trạng. Kiểu như buổi phỏng vấn á, kiểu dễ chịu, cũng dễ chịu. Không, nhưng mà kiểu như nói một xíu thôi, nói về một vài vấn đề mà kiểu chị không biết cách truyền đạt bằng tiếng Việt như thế nào thôi. Bởi vì lúc đó kiểu cũng hơi bí ấy. Xong rồi mấy anh chị cứ khách rồi thôi nói đi. Thế nên là thôi kệ nói luôn. Nhưng mà kiểu chị cũng gặp nhiều vấn đề về cách truyền đạt ngôn ngữ ấy. Cũng khá là nhiều. Có một thời gian chị học cũng cố gắng học tiếng Anh khá là nhiều. Và chị cũng sợ chị ơi. Thế nên chị không thể nào diễn đạt tiếng Việt rất hiệu quả luôn ấy. Tiếng Anh thì ok, nhưng tiếng Việt thì không được. Tự nhiên được cái này mất cái kia ấy. Thế nên bây giờ chị đang cố gắng
dạy các em như thế này nè, là để chị học lại cách truyền đạt ngôn ngữ một cách hiệu quả hơn và xong có thể rõ ràng và minh bạch hơn trong ngôn ngữ và truyền đạt một cách hiệu quả hơn. Không, nhiều lúc là em nghĩ ra những cái từ này trong tiếng Việt ấy, nhưng mà không biết diễn tả như nào trong tiếng Anh, tại vì là kiểu nhờ không đủ vốn từ, em nghĩ chắc là chưa đủ vốn từ, hoặc là những cái từ mình biết rồi nhưng mà hiện tại là mình lại kiểu nó đi đâu ấy, kiểu não đi chơi ấy, kiểu vậy. Hoặc là mình cũng không biết một cái trường hợp cụ thể nào đó mà có thể dùng nó vào, hoặc là mình chưa đúng rồi chị ạ. Hay là em chưa lấy ví dụ nhỉ? Ví dụ nó rất là quan trọng ấy. Sau này chị mới thấy là thực sự ví dụ rất là quan trọng, nhưng chị toàn học theo cụm không à. Kiểu như học theo cụm và cái trường hợp của nó xong áp dụng, kiểu như là biến cái trường hợp, cái cụm đó thành một cái cụm của mình, kiểu như mình đặt nó vào nhưng mà nó vẫn kiểu thiên ý về đó, nhưng mà nó theo ý của mình ấy. Thiên ý về nó nhưng mà nó theo trong một cái trường hợp của mình, nhưng mà thiên ý về nó thì nó khá là ổn. Bởi vì là mình có ăn cắp của họ, mình có sử dụng cái ý của họ, mình có cái độ flow, cái độ natural của ngôn ngữ. Sorry, chị không nên nói tiếng Anh đây. Cái độ tự nhiên của ngôn ngữ. À xin lỗi, chị không nên nói tiếng Anh đây. Cái độ tự nhiên của ngôn ngữ. Sorry. À xin lỗi. Chị kiểu như chị không thích à? Kiểu như nói xen tiếng Việt và tiếng Anh và tiếng Anh và tiếng Việt ấy. Chị không thích một chút xíu nào. Thuần là thuần luôn. Thế nên là chị nên thay đổi cách như thế, kiểu như thỉnh thoảng hơi bí ngôn từ nhưng mà chị nên cố gắng hơn. Ok. Thôi chị không nói lan man nữa, tiếp tục với canh. Sorry. À xin lỗi. Câu số 7. Catch on. Số 7 mà đọc điền là catch nha. Catch on. Nhưng mà nó này phải chịu quá khứ mới đúng chứ, đúng không? Oh, catch on này. Catch on. Catch on. Oh, catch on. What's on? Catch on. Only joking. Không nói là catch on rồi nha. Ok. Kiểu như là nắm bắt hay là understand đúng không ta? No, là understand, nhưng mà nó là for a long time ago. À nhầm, for a long time ấy. Bỏ từ câu. For a long time. Okay. Ủa, em nhầm xong mấy từ khác đấy. Không. Catch on ấy. Catch on. Okay tốt. Catch on hình như còn có một nghĩa là nổi tiếng hay sao á. Well, I became popular. More fashionable. Kiểu như một cái trào lưu nào đó, kiểu như bắt kịp xu hướng kiểu vậy. Catch on, ok, tốt. Câu số 8. Đúng rồi. Nói từ popular, em mới nhớ là hồi xưa ở trong quyển 30 tháng 4 ấy, hình như là có tranh luận cái gì mà popular, xong rồi cái từ appealing, cái từ khác ấy. Nó không nhớ lắm. 30 tháng 4 có tranh luận trong cái bài điện từ hay sao ấy, đúng rồi. Trong cái bài điện từ gì mà về băng cái gì, băng tan rã cái gì, em không nhớ lắm. Ôi trời. Okay, so. Appealing á, appeal to á. Ôi, nó là hấp dẫn á. Em nói lại xem nào. Sao băng tan lại? Một cái bài close thứ hai sao? Mọi người có đúng rồi, prevailing á, prevailing với từ popular đúng không? Đúng rồi, prevailing. Hồi đấy chị nói là hai từ prevailing với từ popular khác nhau. Đúng rồi, ở trong bài Guided Close Test 1 ở trang 13. Ok. Thực sự chị dạy xong chị không biết chị dạy cái gì nữa. Không, thực sự chị không nhớ chị đã nói với các em gì đâu. Thực sự luôn á. Chắc là nói nhiều quá xong rồi không nhớ. Thực sự. Với lại tiếp thu nhiều thông tin nữa. Với lại chị kiểu như trong một ngày chị kiểu như cũng làm nhiều việc ấy. Không, chị ơi. Không, em nhớ chỗ đấy là kiểu hôm đấy là em với chị rồi nói kiểu ấy. Hôm đấy là hôm đầu tiên em học ở đây thôi, em với chị nói kiểu chị bảo là hai từ này khác nhau, không giống nhau. Kiểu vậy. Nên là em nhớ. Ok, tốt. Kiểu là nó cứ tranh cãi là nó nhớ ngay. Ok. À hôm đấy là còn buổi đầu nữa nên là nó lại hơn. Thực sự thì chị kiểu thực sự chị rất là khó chấp nhận một sự thật là em là con trai thật sự luôn á. Hơi khó chấp nhận một xíu. Đúng không? Mới đồng giọng tưởng học là con gái cơ mà. Ủa sao? Con nghe giọng giống con gái mà sao tụi nó tưởng là hai trai. Ủa con trai thiệt hả? Con trai. Sorry. Đây là chấp nhận sự thật rồi. Thất vọng.
Em còn vẫn 2-5, 2-4, ai ngờ 2-7. Ừ, còn trẻ. Kiểu rất là tiềm năng. Và thực sự cũng không thể nào tin được. Nói chung là em có rất là nhiều thứ mà làm chị bất ngờ. Thực sự còn trẻ em học giỏi. Nói chung là khá là tiềm năng. Không, 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 không. Em, tiềm năng, ừ, em chưa biết này. Tại vì em chưa biết là em đã đô chuyên hay chưa ấy. Em không biết em có đô chuyên. Khá là tiềm năng. Kiểu như em tranh luận khá là ok. Mọi thứ khá là ok. Ok, ok, mình làm tiếp đi. Mình tám chị hơi nhiều rồi. Từ chị xem. Câu tám kia làm xong. Ôi, còn khá nhiều thứ nhá. Tối nay chị cũng phải chạy deadline nữa. Nhưng mà không sao, do chị cũng như cũng vẽ dần dần ấy. Cho nên phần thiết kế của chị cũng khá là lỗ. Chị cần bổ sung thêm mấy thiết kế là được. Ôi, hôm nay lại một bài. Ok, không sao. Câu số 1. Cái này, bài này mình học 2 buổi chưa xong luôn. Câu số 1. Có cái này có con em cũng muốn làm không? Down, suggest sound down, or sometimes connected to the idea of defeating someone or... Chị ơi, hay là giải nghĩa trước rồi mình tích sau nha chị. Ok, back down là gì đây? Là thừa nhận là mình sai ạ. Thừa nhận là mình sai. Mình bắt đầu lui xuống ấy. Mình bắt đầu nhận ra mình sai rồi mình bắt đầu lui xuống. Bắt đầu tự nhiên kìm lại thôi, không nói kiểu vậy, back down, lui xuống, kiểu cứ dạng dạng vậy. Ok, tốt. Yeah. À đúng rồi. À nói từ thừa nhận sai em mới nhớ có cái cụm gì nhỉ? Want to agree to disagree. Đồng ý để không đồng ý. Want to agree to disagree. Kiểu vậy. Yeah. Mình giữ quan điểm của mình và bạn giữ quan điểm của bạn. Kiểu hai người đang cãi nhau thì mình giữ quan điểm của mình, bạn giữ quan điểm của bạn, kiểu như vậy. Cãi nhau qua một hồi thì thấy rằng hai bên nên không thể nào chấp nhận nhau, không chấp nhận ý tưởng của nhau được. Nên là do you want to agree to disagree? Từ bend down nghĩa là cái gì? Bend down, cúi xuống thôi. Xuống, cúi xuống. Okay. Ừ, cứ như cúi xuống, cong người xuống là gì đó thôi. Down. Altruistic, đây là gì đây? Nó có đọc từ altruistic không chị? Altruistic, áo mà. Không. Cũng bị bệnh, kiểu như bị viêm khớp à? Cũng bị viêm khớp. Bị viêm khớp thế nên khá là khó cúi xuống, còng người xuống để làm gì đó. Viêm khớp đúng không? Cái đó là bệnh khớp. Good, good, good. Good. Ok, được chỗ này chưa? Breakdown là suy sụp. Ta có cái cụm là breakdown in tears là suy sụp, suy sụp. Ok, tốt. Kiểu vỡ òa. Tốt. Ok. Cool. Tốt. Số 4. If the vote goes the wrong way, it could bring down the government. Bring down. Giống như kiểu hạ bệ hả ta? Ừ, kiểu vậy cũng được. Bring down nó cũng kiểu như sẽ làm cho cái gì đó sụp đổ ấy. Làm cho chính phủ mình sụp đổ. Hoặc là kiểu nếu mà theo một trường hợp nào đó thì cũng có thể kiểu làm cho một cái gì đó kiểu như bị mất đi quyền lực của họ ấy. Hoặc là kiểu bring down thì nó cũng có nghĩa to kill, đúng phải? Là reduce level of something. Làm giảm cái mức độ của cái gì đó. Chủ yếu nữa là nghĩa của cái này ấy, thì nó sẽ mang tính là sụp đổ, sẽ làm cho một cái gì đó bị sụp đổ, hoặc là sẽ làm cho cái gì đó bị mất đi quyền lực của họ và bắt đầu rời đi khỏi cái chức vụ gì đó, kiểu vậy. Là bring down. Còn bring down the house là gì nhỉ? Bring down the house. À, phá nhà. Không em. Không em. Idiom.
Đi đi đâu? Trường chào. The house. Bật mí là cái này nó có liên quan đến khán giả. Cười, cười hoặc vỗ tay. Em chán đấy. Ok. Có nhà em chưa biết nha. Kiểu như cái là cười... làm khán giả. Có phải làm khán giả cười không chị? Ok. Kiểu như là vẫn là vỗ tay. Ok, vậy em được. Kiểu như là làm cho một Vinh Gia The House. Ok, được. Tự nhiên nhận được nhiều một... sự ủng hộ tán dương của khán giả được kiểu vậy. Đây cũng nhìn được, ok, tốt. Tiếp đi nào. Bring down the house hoặc là bring the house down chắc cũng được, như nhau. Bring the house down, bring down the house. Ừ, làm cho, ok, tốt. Câu này, ok. Climb down. Climb down kiểu như là climb down on ngăn chặn cái gì đó. On okay. Thực hiện biện pháp mạnh tay. Climb down just làm cho kiểu mình mạnh tay làm với cái gì đó. Nó liên hình như nó cũng có hơi liên quan tới. Ok. Kiểu những cái nhà làm luật pháp chẳng hạn, hoặc là những cái người mà có quyền lực ấy, người ta thực sự cũng thắt chặt một cái gì đó, hoặc là mạnh tay để giảm thiểu cái gì đó, sẽ bắt đầu thực hiện một hành động nào đó để giảm thiểu cái gì đó. Ví dụ như là tội phạm chẳng hạn, just drinking in the street, những cái gì mà sai lệch chẳng hạn. Ok. Tốt. Climb down. Thừa nhận sai lầm. Was forced to climb down in the face of so much. Cái đó là over something. The minister was forced to climb down in the face of so much evidence against his position. Giống như kiểu bị ép buộc phải từ chức á. Đúng thế, kiểu vậy. Kiểu như bị ép buộc và kiểu như mình phải nhượng bộ, mình phải lùi lại. Ok. Bởi vì là thực sự họ đã, có thể là họ đã làm sai cái gì đó, hoặc là họ đã bị chỉ trích khá là nhiều. Thế nên là họ phải thừa bước, họ phải thừa nhận cái, có thể là gọi là thừa nhận mình sai không? Hoặc là họ bắt đầu thôi, lùi xuống, cũng kiểu như mình lùi xuống. Thôi. Ok, so crack down. Crack down on. On. Thắt chặt kỷ luật đấy. Thắt chặt kỷ luật đó. Thì như từ này mình có học rồi đúng không? Hay là mình chưa học? Chưa học tới này. Cái từ này có trong quyển này nhé. Crack down on. Có. Crack down là bằng furnish someone strictly. Có. Nó mang tính. Kiểu như bắt đầu thắt chặt thôi. Em nhớ. Đưa ra một kế hoạch này để bắt đầu thắt chặt cái gì đó hơn. Kiểu như nãy Ngọc nói, để kiểu cũng nó cũng dạng dạng kiểu clamp down ấy. Dạng dạng vậy. Nào, crack down on ấy. Crack down on. Bỏ on đi cũng được. Và thắt chặt kỷ luật đấy chị. Kỷ luật đấy. Chủ yếu là để cũng kiểu như để phản đối cho một cái hành vi nào đó mà ứng xử nó trái lệch, nó lệch lạc với quy chuẩn chuẩn mực xã hội. Ok, chuẩn mực xã hội. Tốt. Câu số 8. I was in such a hurry. I just như là ăn vội. Ăn vội. Ok, tốt. Có một cái present verb cũng liên quan đến verbal, đó là verbal up. Verbal up như là xài cái gì rất là nhanh, xài cái gì rất là nhanh. Cái gì đó là cái gì? Người ta xài
Cái gì là cái gì mới được. Okay. Các cụ kiến user bạn, như user. Nhưng mà kiến cái này khác nhau. Cái gì thì không biết. Không, thực sự là Google up thì nó, nếu mà theo một cái nghĩa nào đó thì nó cũng hơi tương tương với Google down, Google down. Kiểu như khi mà người ta cũng kêu kiểu Google up that something, kiểu người ta kêu là kiểu như ăn mau lên, ăn lẹ lên kiểu vậy, kiểu thế. Thế nhưng Google up cũng in some ways nó cũng same Google down. Không, Google up là kiểu dùng nhiều tiền, tiêu quá nhiều tiền. Ừ, tùy. Nhưng mà kiểu như Google up nó cũng down thì... là ăn gì đó, nước gì đó, ăn nhanh gì đó rồi em. Kiểu như nước xuống á, Google down là nước xuống. Google up là cái gì? Đó là... Cũng tương tương nghĩa em, nếu mà... Google up thì nãy là dùng cái gì đó rất là nhanh, nhưng mà nếu mà nó chỉ là giới từ, cái up nó chỉ là giới từ thôi. Thường là tiền thôi chứ cũng không phải là tất cả đều là tiền. Ví dụ như là gobble up their savings. Đó, kiểu vậy. Gobble up. Nói chung là nó cũng khá là nhiều nghĩa. Double it up. Double up. How about quick double? Double up. Em dịch cái từ kiểu then he doubled up his eyes. Then he doubled up his eyes. Then. Hoặc là kiểu double up the iron oxide on the surface of Mars and split out the oxygen. Hoặc là the wolf gobbled her up chẳng hạn, kiểu ở trong cô bé quàng khăn đỏ, the wolf gobbled her up, kiểu như nước chọn mai đó. Thì từ gobble nó cũng dùng theo kiểu đó mà. Ok em, ok không sao, bye bye. Bye bye. Nói chung là nó có nhiều lắm. Hoặc là khi mà mình nói đến cái kiểu một cái người nào đó đi theo đạo à? Không. Thôi kệ đi. Thôi chị không sẽ không đi sâu thêm nữa. Chứ mình không có nhiều thời gian đâu. Went down. Sorry. Em phải kêu chị lại dừng lại. Em phải kêu chị lại dừng lại và tiếp tục nhá. Dạ. Nói quá nhiều vấn đề nào đó. Cái này có phải là ngộ độc thực phẩm gì? Went down with. Nó kiểu go down with. Go down with. Kiểu như bị bệnh. Nhớ. Yeah. Cái cậu mắc bệnh nghe là cái gì ta? Cái gì down with á? Đúng rồi. Be down with là come down with. Hồi nãy anh có nói á. Dạ. Mắc bệnh là come down. Fall ill with. Con. Yeah. Fall victim to. Chị thấy cũng hay. Không mấy cái. Thôi cứ khỏi đi, không nói nữa. Thôi được rồi, tốt. Jot down. Keep notes. Thôi đơn giản chỉ là note down, nhưng mà quickly. Cái này nó quickly or tốt. Really let him down, okay. Wet him down. Thất vọng, để ai đó thất vọng. They didn't want to get married at first. Wear down. Managed to wear him down. Dave didn't want to get married at first, but I've managed to wear him down. Làm ai thất vọng? Let Linh down. Let me down là làm. Wear me down. Cái này wear me down. Wear down. À, là làm theo ý mình ấy. Kiểu bắt người khác làm theo ý mình ấy.
rất là độc tài luôn. Phải không em? Phải không em? Nếu mà dịch ra thì em thấy cũng được. Không muốn cưới đầu tiên nhưng mà tôi bắt anh ta làm theo ý. Kiểu giống như là không đợi em làm theo ý anh ta chứ nhỉ? Không. They didn't want to get married at first, but I've managed to wear him down. Cũng kiểu nào nhỉ? Làm cho cũng không biết nói chuyện nào, nhưng mà chuyện này nó khang cứ nghĩ chuyện này như thế nào Khang? Cái wear down á hả? Ừ. Kiểu như chị làm wear down. Nhớ là kiểu như là làm ai? Làm mất hồn. Kiểu Ngọc cũng có ý đúng á. Ngọc cũng có ý đúng á. Kiểu như làm ai? Là sao ta? Kiểu như less determined là dịch như thế nào nhỉ? Đỡ quyết tâm á, đỡ suy nghĩ về vấn đề quá nhiều. Đúng rồi. Thiếu quyết tâm. Đúng rồi, chắc kiểu vậy á. Kiểu như ban đầu thì ông Dave này ông không muốn cưới, nhưng mà kiểu như sau đó thì tôi hạ cái thân hình anh ấy xuống, tôi hạ cái quyết tâm của anh ấy xuống và buộc anh ấy phải cưới. Kiểu như mình thấy Ngọc cũng có ý đúng. Làm nhục trí hả? Không. Ok, nhục trí. Nhục trí. nhục nha, nhục chứ phải nhục đâu. Ý là đám cưới đâu mà làm gì mà nhục chí. Ai biết được. Thôi, kiểu như là giả dụ như là thằng này yêu sinh lấy xong nó muốn cưới thì sao? Đấy. Kiểu thế. Làm ai đó thấy mệt và không làm cho ai đó thấy kiểu mệt mỏi dần rồi ấy. Thì bắt người đó phải làm theo ý mình kiểu như vậy. Kiểu người ta cũng đã mệt rồi ấy. Và người ta không muốn kiểu kéo dài thêm nữa. Nên là người ta muốn làm theo chiều theo ý của họ kiểu như vậy. Đấy. Ok. Ok. Không phải không được. Nhưng mà em muốn băn khoăn cái chỗ là làm nhụt chí. Nhưng mà nhụt chí là chí ở đây là như nào mới được? Ý chí á. Em chí. Không ý chí á. Kiểu không. Ôi. Chứ nếu mà dùng nhụt chí trong chỗ này thì em nghĩ cũng không hợp lắm. Mình phải hiểu là ý, nhưng mà mình hiểu là chí ở đâu ra ấy. Ý chí của mình ấy là như thế nào? Ý là chí là ban đầu không muốn cưới á, cái đó là ý chí ấy, nhưng mà lúc sau thì dần dần ổng như kiểu bị thuyết phục, bị hạ xuống vậy. Thì cái đó gọi cũng gọi là nhụt chí á. Cái way down đó mang kiểu như bắt đầu làm mòn cái gì đó ấy, kiểu thế. Đúng rồi. Ok. Ok. Kiểu cái này mình cũng có trong dùng kiểu dụng cụ xói mòn rồi đó ấy. Chắc là cũng có kiểu vậy. Hoặc là răng bị mòn đi. Mòn là wear out mà. Không, nó mòn theo kiểu khác cơ. Ví dụ như là kiểu sắp chết đói rồi ấy, xong rồi cũng sắp chết rồi ấy. Sau đó thì răng cũng kiểu như bắt đầu mòn đi ấy. Xong rồi kiểu như cũng không nhai được ấy. Thì mình kiểu gọi là wear down. Kiểu vậy. Em thấy cái từ wear down. Nó có nhiều cách dùng ấy. Có cho chắc luôn ấy, chị Hai nghĩ. Ừ. Cái nghĩa nhất là giống như là làm mất tinh thần dần dần. Hay là mất sự tự tin. Thì cần cái nghĩa là cũng là dần dần biến mất, là làm thứ gì đó dần dần biến mất hay là trở nên gầy hơn, yêu biết trở nên kiểu không thinner bằng cách dùng nó hay là chà nó, yêu biết em dịch kỳ lắm. Nên thấy trong sách mòn bào mòn á, mài mòn á, mài á, nó bằng với wither away, nó mà nghĩ đó thì nó bằng wither away, away. Chịu nghe bảo wither away. Cái điểm mà kiểu như mài mòn á. Wear em nhầm tí. Wither away cũng hay. We're wearing you down. Ok, thôi, tiếp tục. Ôi, đã 6:43 rồi. Landscape. Ok. Ôi, hai buổi không học xong một unit.
nói ngồi nói cho buổi luôn. À, nhưng mà mình đi sâu thì em thấy thế cũng hay mà chị. Em thấy thế cũng hay rồi. Mình cũng thấy cũng đi sâu, kiểu như cũng hiểu hơn, bởi vì kiểu như nói nhiều thì có nhiều cái có thể liên kết lại cho mình nhớ đến một cái liên kết, cùng từ từ nó đi ra dần nhiều cái liên kết hơn. Còn nếu mình chỉ sửa bài thôi ấy, thì nó cũng không có ấn tượng lắm. Kiểu như khi mình nhớ đó mình không có ấn tượng để mình nhớ lại cái từ đó. Ok, nói chuyện giờ lý là như nào? Nói chuyện giờ lý là như nào rồi? Ngọc ơi. À, giờ chị. Giờ lý gì vậy? Không có gì chị ạ. Ok. Em có em hay anh chị không? À chị. Em có em hay anh chị không? Không ạ. Em có một hả? Vâng. Ồ. Oh. Ok. Bất ngờ. Có số 1. À không, em có chị đấy. Em nhầm đấy. Ôi. Chị đùa. Alo. Girls without saying nha. Tốt, girls without saying. Girls without saying. Nhà mình nói chung miệng cho mình điền thôi. Yeah, obviously it goes without saying that it is thuận miệng. Câu số 2. Câu số 2, reading. Đọc được bản ý. Down, reading down. Không em, reading between. Wow. Reading between the line. Ok, we can refer, can refer to cái ban đầu. Đây ra chị đi. À mà nó đâu có ghi nghĩa đâu nhỉ. Sorry, thôi, từ từ mình tiếp tục đi. Reading between the lines. Kiểu như mình đọc và mình đoán được ẩn ý, đoán được cái nghĩa của nó thôi. Cái này là cầm đúng không? Ừ. Collocation. Hàng gì hàng gì. Có cần phải có một cái gì đó để quay lại và nhìn và để tham khảo không? Để mình cắt cái này lại. Cái phần này. Nhưng mà nó cũng hơi ấy. Thôi mọi người lướt qua chỗ này đi. Lướt qua đi. Cái này mà thu nhỏ thành hai màn hình mọi người có thấy rõ không? Mình nhìn thấy không? Thấy không? Chị tách ra thành hai màn hình. Như vậy. Nhìn được không mọi người? Nhìn được không? Có hơi nhỏ không? Nhìn thấy bọn đang đứng đi. Ok, em thấy nhìn thấy rồi. Thấy mất hai màn hình chưa? À chưa chị. Mình thấy có mỗi màn hình. Đúng rồi. Được chưa? Được rồi nè. Được rồi. Ok. Có hơi nhỏ quá không? Được. À, không, phóng to được mà. Mình tự phóng to được á. Ok. Ok. Số 3. Cái gì đây? Ảo vậy? Kêu có thấy gì không? Không chị ạ. Không thấy gì hết. Hay không có gì đâu. Số 4. Là to follow, follow hoặc là obey. Instruction to the letter. Tốt. Là tuân theo chỉ dẫn. Ảo vậy. Thế có thấy gì không? Thì xong một lúc nó mới thấy. Lúc nó mới hiện. Cười quá thôi, tiếp tục đi. Cũng xin nhầm. Nó bị ngay lúc đầu với chị nhỉ? Không. Asking for trouble.
ảo vậy nhỉ? Man. Asking for trouble. Là kiểu gì? Cái việc mà rất là dễ mè, dễ rắc rối. Tôi nghĩ cậu làm chỉ là việc rước họa vào thân thôi ấy. Ok, tốt. Câu số 6. 6 là in answer to. Tốt. Trả lời cho câu hỏi. Ok. Đúng rồi. Không, nó cũng giống như in response to lúc ta. Không thấy gì trơn á. Không thấy gì từ tổ 4 luôn. Câu số 7. Hồi nãy nó hiện nhanh mà. Hồi nãy nó hiện nhanh mà sao bị hiện lâu. Mọi người thấy gì không? Không luôn. Thấy rồi. Một lúc sau nó mới hiện. Không, nhưng mà mọi người chưa thấy cái ảo diệu của nó đâu. Kiểu chị thấy hai màu luôn á, chị viết xong nó ra hai màu luôn á. Chị nhìn thấy rồi chị. Chị nhìn thấy màu đỏ với màu xanh á. Em nhìn thấy màu đỏ không? Em thấy màu không, xanh. Không, chị ơi. Em nhìn thấy màu đỏ rồi. Đâu? Thấy rồi. Nó theo ở đuôi. Chị thấy buồn cười. Em biết người ta hỏi điểm yếu của chị trong lúc phỏng vấn chị nói là gì không? Chị nói gì với chị? Chị nói là thực sự là lúc rồi chị nói chị không thể nào nhớ được mà chị đã viết gì mà trong cái khung mà họ đã đưa chị ấy. Xong rồi sau đó họ mới nhắc chị là thực sự chị đã viết gì đó trong cái khung mà điểm yếu của chị là thực sự chị không biết gây tiếng cười, tức là chị không biết nói câu chuyện đùa ấy, không biết nói đùa ấy, mà kiểu nói đùa, mỗi lần nói đùa là chị có thể nói trong một hoàn cảnh nghiêm túc thôi. Thế em hiểu không? Tức là thực sự là câu chuyện gì chị nói cũng hơi bị nhạt ấy. Mà mỗi lần chị cố gắng đùa ai thì nó cũng kiểu như làm cho người ta muốn bật khóc lên, bởi vì nó khá là nghiêm trọng ấy, kiểu vậy. Ok. Kiểu như chị đang đùa như là tổn thương người khác ấy, kiểu vậy. Mà là tổn thương người khác. Bình thường không đùa nhưng mà đùa là phải khóc. Kiểu cái câu chuyện gì này là cái này phải im lặng rồi. Đấy thì chưa, chị nói rồi mà, chị đang cố gắng đùa nhưng mà thực sự thì nó bắt đầu thành không khí nghiêm trọng rồi ấy. Chị không biết nữa, chị cũng cố gắng. Thực sự chị thấy chị viết chuyện cũng thấy buồn cười, nhưng mà em chỉ bảo nhạt đi chị thì vẫn thấy cũng khá buồn cười không sao. Tí nữa chị sẽ gửi lên cho em chị vẽ chuyện như thế nào. Chị đang làm cái dự án đó. Ok, thôi mình tiếp tục đi, câu số 7. Dạ. Chị tự vẽ chuyện. Câu số 7 là putting pen to paper, là sign, ký vào tờ giấy. Và câu 8 à? Cái gì? Trình bày ý tưởng của bạn trên tờ giấy. Put pen to paper không phải là ký thôi đâu em, tức là mình bắt đầu làm việc gì đó thôi. Bắt đầu làm việc và viết gì đó thôi. Đúng rồi, em nhầm ấy. Ok. Lại nhầm từ khác quá. Đó. Câu số 8. Câu 8 là on hay là put ideas. Đúng rồi, on. On luôn nhỉ? Có kiểu như là trình bày cái ý tưởng của bạn ra giấy. Không, nhưng mà trong định nghĩa này nó viết là viết ra giấy. Ta có câu số 9 là over your face, là nhận ra khuôn mặt của bạn, rõ ràng nhận ra khuôn mặt bạn. Mình có thể thay từ written on bằng từ have. Over. Có thể thay over your face. Over your face. Over mà. Written down. Over mà chị. Over mà chị. Nhưng mà over. Ok. Chắc chị nhầm. Ok. Nó từ be written thì bằng với have some. Nhầm. Have. Em. Ok, em đang nói gì á? Em không nói gì. Ok. Chắc là mình sửa cái phần này thôi nhỉ? Phần word formation nữa sau đi. Mình sửa nhanh phần này đi. Thôi chị ơi, sửa phần idiom đấy chị. Em thấy phần này khó ấy. Vậy thôi, idioms.
She's got a very big mouth. Mm-hmm. Top. Keep me about any developments. Keep me updated là gì đây em? Ừ, thì nó bằng với cái từ gì đây? Keep me gì đây? Kiểu keep me updated. Posted. Tốt. Posted. Ừ, tốt, tốt, tốt. Okay. Đúng rồi. Câu số 3. Stop telling. Oh, tells, tells. 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 Là. Mắng, mắng vốn à? Không, kiểu vừa chị nói rồi mà. Kiểu. Mắt lẻo. Đó kiểu vậy, kiểu mình cố gắng tell tales, mình cố gắng dệt chuyện lên ấy để thông báo với một người mà có chính quyền hơn ấy, có thẩm quyền hơn về việc xử lý một người nào đó ấy, để có thể xử lý một cái người nào đó mà mình không thích, kiểu vậy. Chị kỳ. Hả? Đúng rồi mà. Kiểu nó hay dùng trong trường hợp kiểu ví dụ như là em có anh chị em chẳng hạn, thì em không thích anh chị em của mình lắm, thế nên em bắt đầu tell tales về mấy cái việc làm của anh chị em, xong rồi cuối cùng mẹ sẽ trừng phạt anh chị em và đó, và em cảm thấy rất vui sau đó, thì mình gọi cho tales. Ôi sao các em im lặng vậy? Không, đang lắng nghe chị. Ok. Câu số 4. Số 4 là speak volumes. Volume nha. Ok. Speak volumes là gì đây? Biểu lộ gián tiếp không bằng lời nói. Đúng rồi, kiểu như không cần lời nói mà vẫn có thể nói lên toát ra được một cái vị gì đó. Uh-huh. Ok. Được, câu số 5. Chuyển miệng. Số 5 là grapevine nha. Grapevine. Phải grapevine không mọi người? Đúng rồi. Uh-huh. Tại hình như mình nhầm với cái cặp. Không, Post cái từ mà. Này là chị Vi chỉ đang giải thích rồi. Cái từ grapevine là kiểu những cái chùm nho mà nó lớn lên ấy. Nó giống như mấy cái câu chuyện mà... Có phải không nhỉ? Hôm nọ... kiểu chị cảm giác như là cũng tùy thôi. Kiểu khi mà chị dùng ngôn ngữ biểu đạt ra ấy, thì các em... Các bởi vì là các em có một cái thông tin riêng và có một cái suy nghĩ riêng, nên cách phiên dịch của các em với cách mà chị nói ấy, cũng tùy từng trường hợp mà thực sự nó có đúng hay không nữa. Tức là bởi vì cách phiên dịch của em có thể là nó hơi khác chị một chút xíu ấy. Nó theo nghĩa của em và đồng thời nghĩa của chị, và nó gộp lại thành cái mà em suy nghĩ nó như thế, nó phiên dịch nó như thế. Còn chị nói như thế này là cái mà chị cũng tích hợp từ đâu đó, hoặc là chị cũng suy nghĩ về nó như thế, và trong chị truyền đạt như thế, nhưng mà em lại tích hợp cái của em vào với cái của chị nữa và thành ra một cái gì đó. Thế nên là cũng tùy thôi. Hiểu không? Có. Ok. Không, nhưng mà không sao. Nói chung là đó là một cách phiên dịch hay. Có thể là chị cũng nói ý trong đó, mà cũng có thể là chị đã quên mất chị đã nói cái gì. I heard to the written. Tao có câu 6 là chest. Năng suy nghĩ về cái vấn đề mà chùm nho hôm bữa. Determine quá vậy. Thôi thôi được rồi, tiếp tục đi, mình không có nhiều thời gian. Ok. Số 6. Số 6 bên Ngọc nó là chest. Chest, okay. Em nói cái từ này này không phải là determine đâu. Cái này determine. Determine. Cái chỗ này, chú ý chỗ này. Mình thấy ai người ta cũng hay đọc từ này là min, nhưng mà không phải, determine. Kiểu hồi trước Vi cũng sai chỗ này này. Xong rồi thầy cô, kiểu như là thầy cô cũng nói về vấn đề này khá là nhiều ấy. Và Vi thấy ai cũng hầu như ai cũng phát âm sai từ này cả. Hay sai từ này. Thì Vi dò nhé. Hay dạ. Vi dò từ này nhé. Trọng âm 2 và âm cuối là E. Ủa, âm cuối là âm E ngắn mà đúng không? Determine. Vâng, đúng rồi. Determine.
Determine. Determine. Okay, okay. Determine. 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 Kiểu ví dụ như người ta cũng không có gì đấy. Sorry, sorry. Determine. Determine. Kiểu như cái từ y này nó kiểu thiên hướng hơi ơ hơn đấy. Determine thì nó hơi biết nữa. Determine. Đó, kiểu nghe thấy không? Determine. 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 Đấy. À, thấy không? À, đúng rồi. Determine. Đúng rồi, mọi người có phân biệt từ war với từ war. Cái từ mà chiến tranh với cái từ mà đi bộ với cái từ làm việc á. Đúng rồi, đi bộ với làm việc cái từ đó. À, đi bộ là walk, walk. Đúng rồi. Walk. 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 Còn là thế giới là cái đó. Còn thế giới là còn thế giới là world. Còn á, world. Cái từ á là word. Word. Công việc là work, còn đi bộ là walk. Không không, từ chiến tranh với từ to be ở quá khứ cơ mà. To be quá khứ. À war, 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 war. Đây, đây, đây. À war, war, ha, war, ha. War. War bốn chữ. Ok. Ok, war, họ đã thành lập là war với là was. War, war. Đây là phân biệt. Cái từ to be ở trong quá khứ đấy thì nó đọc là âm ơ, âm ơ. Còn cái chiến tranh còn là cái war, từ war, war. Không, chiến tranh là âm ô, âm ô ấy. Chứ 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 c, chứ c mà lộn ngược lại xong với lại hai chấm đúng không? Rồi hai chấm, hai chấm đúng. Cái đầu war. Hai chấm. Và một cái là kiểu thế này. Là war. À vâng, à vâng. Cái này là war, war. Nó là ơ dài ấy chị ạ. Là chữ số 3 xong rồi. Cái kì mà đọc nhiều chữ. À đúng không nhỉ? Ờ. Đây ạ. Đấy, đấy, đấy đúng rồi chị. Không nhiều lúc là nhiều lúc đúng rồi. Hình như cái em ơi đó hình như có gọi là nó đọc giống nhau hay sao á, nhưng mà tùy vào từng từ mà nó phiên âm khác nhau. Kiểu như là nó từ nào có một âm tiết á thì nó sẽ là số 3, còn từ mà có hai âm tiết trở lên thì nó sẽ là chữ y lộn ngược. Giống như cái từ work mọi người, work thì nó là số 3 bởi vì nó có một âm tiết thôi. À, mọi người. Ê đố cậu, chữ... đố cậu 8 chia 3 bằng mấy? À gì vậy? 8 chia đôi bằng mấy? 8 chia 2 bằng mấy? 8 chia 2 bằng mấy? 8. 8 chia 2 hả? Bằng 0. 8 chia 2. Bằng 0. 8 chia 2 là sao? Bằng 0. Tại sao là đố vậy nhờ? Chà, phải có mẹo đúng không? À. À, mọi người có phân biệt được cái chữ C ngược với lại cái chữ A ngược không? A ngược á? À. A. A ngược á? Đấy à? Ừ. Cái không. Chữ A cái là A ngược hả? A ngược là sao ấy? Không là nó là chữ A bình thường anh chị ạ. Nó là chữ A bình thường ấy. Nhìn ở trong anh ấy, ở trong anh thì người ta có hai âm là âm không không cái chữ cái nói chung là chị gạch một cái đường thẳng xong chị biết cái chữ xe ngược, chị gạch một đường thẳng xong chị biết cái chữ xe ngược. Không anh nó giống như chữ về nó giống như chữ về vì nó giống như chữ về đúng rồi nó giống như chữ về nhưng mà nó điện thoại nó lùn hơn đó. Đúng rồi nó tròn đúng rồi à, không cái chữ về in hoa. Ấy hả? Vậy thôi đúng rồi. Nhưng mà chọn một tí. Nó nhỏ. Nó chọn một tí. Đúng rồi. Nó giống như cái chữ A nó lộn ngược lại. Kiểu như vậy. Cái đấy là trong anh thôi, còn anh Mỹ thì người ta bỏ âm ấy luôn ấy. Anh Mỹ người ta bỏ âm ấy luôn. Anh Mỹ người ta lại có một người ta lại bỏ âm ấy đi mà người ta thay bằng âm o. Là âm A mà thêm hai chấm vào ấy, A thường thêm hai chấm vào ấy. Kiểu như vậy. A thường cái hai chấm hồi giờ thấy đọc chữ C ngược thôi chưa thấy A thường hai chấm bây giờ không kiểu như là em xem nhiều cái anh Mỹ thì là đúng họ lược luôn cái chữ O đi. Nếu mà mọi người xem ở trên YouTube ấy thì có một ông ở nước ngoài ấy, ông mới có kiểu phiên âm bảng IPA rồi đấy. Có một âm ấy, có một ông ấy 42 ngày phát âm ấy, tại vì là anh thì người ta có 42 âm tiết, còn Mỹ
anh đúng rồi, Aden Howard ấy. Đấy. Còn anh Mỹ thì người ta lại có 4 áo à, anh người ta 44, còn anh Mỹ người ta 42. Xong rồi ông Dan Howard ấy, ông cũng kiểu giải thích phụ đề phim ấy, phụ đề của phim ấy. Đấy, mấy cái đấy hay. Ok. Mấy hay đấy, em khuyên mọi người nên xem, tại vì là chị, em chị lâu rồi không coi. Tại vì lúc ăn cơm là em xem cái đấy hay cực. Em xem hoài, ngày nào cũng xem. Cái mà agree to disagree là em xem của ông ấy. Ok. Xong rồi mấy cái ở trong này ấy, mấy cái mà In the Nick of Time ấy, In the Nick of Time ấy là của ông Dan Howard. Cái đấy là em biết rồi. Nó ở trong quyển C1C2 này, nhưng em cũng biết rồi là của ông Dan Howard ấy. Rồi. Nó là kiểu sao nhỉ? Là giải thích lời bài hát của Taylor Swift ấy. In the Nick of Time giống như là The Skin of the Teeth. By the Skin of the Teeth. Ok, khi nào mà em nghĩ ra 8 chia 2 bằng 3 rồi thì nói với chị nhé. 8 chia 2 bằng 3. Dạ, dạ. Hồi nãy nhân nó bằng 0 đúng không? Em hiểu chưa nào? 2 à? 8 chia 2 bằng 3. Cắt một nửa ra. Cắt nửa dọc ấy. Ừ. Nó ra từng này thôi nè. Học từng này nè. Từng này nè. Nó chia đôi, nó chỉ bằng 3 thôi. Đó là 8 chia 2 bằng 3. Yeah. Ok, công thức sáng rồi. Trong 30 tháng 4 nữa. Trong 30 tháng 4 nữa, đúng không? Sau đó là chest. Chest này lần được đó. Đúng rồi. Kiểu như là trong bottle up á. Bottle up của chị Vy cũng có nói một lần. Hôm bữa chị mình học rồi mà. Kìm nên kiểm xúc á. Get it off your chest. Kiểu như là nó sẽ có một cái thứ gì đó nặng nề trong ngực em, xong rồi em muốn lôi nó ra, xong bây giờ em bắt đầu em bỏ nó ra và em cảm thấy nhẹ nhõm hơn, kiểu vậy. Thì hãy đừng có kìm nén cảm xúc. Đúng rồi. Ok. Số 7. Put your cards on the table. Put your cards on the table. Là nói thật, nói ra những điều bạn suy nghĩ. Ok. Kiểu như mình lật ngược lá bài lên ấy, là thực sự thì nó rõ ràng hiện hiện ở đây hết rồi. Ok, tốt. Số 8. Keep it under your Keep it under. Cho heart. Bí mật. Em nghĩ rồi. Em biết rồi. Keep under your heart. Hà nhà ảo thuật đúng không nhỉ? Ok. Là gì? Là ập mở. Thì em đã tưởng tượng ra một nhà ảo thuật. Người ta có một cái mũ kiểu như có con thỏ trong đây chưa? Có. Đúng rồi. Đấy. Kiểu mấy cái idiom này nó đen tối hả chị nhỉ? Em cảm thấy nó có hơi đen tối rồi sao? Đen người tối Mỹ người ta cũng hay đen tối. Đen không. Ở không đấy, cái chỗ mà put your cards put your cards on table. Em thấy là em lại nghĩ liên tưởng đến sòng bạc chị ạ. Chị liên thế. Quan gì đến cái chị đấy? Cũng thế. Chị cũng thế. Em chả hiểu tại sao. Chị cũng thế. Kiểu như nó kiểu như nó nguồn gốc từ nhiều thứ khác nhau đó. Và nó cũng có một cái câu chuyện riêng của nó, kiểu như khi đọc về nó cũng khá thú vị. Khi mà hồi trước chị cũng nói em về cái cục on the packing order rồi đúng không? Em nhớ không? Okay. On the packing order ấy. Và kiểu đó là cái từ đó là từ những nhà khoa học nhà tâm lý học hay là nhà khoa học chị cũng không nhớ nữa. Nói chung là họ đã suy nghĩ vấn đề đó và họ quan sát theo con gà ấy, thì nó sẽ có cái thứ tự mổ của nó ấy. Và xong từ đó là từ thứ tự mẫu của nó, tức là những cái con nào mà nó béo mập hơn, những con nào mà kiểu như nó thu hút được những con gà trống chẳng hạn, nó thu hút được những con gà mái tốt hơn ấy, thì nó sẽ ăn trước. Còn những con gà nào mà còi cõm rồi nó thế yếu hơn thì nó sẽ ăn sau. Và nó luôn luôn theo một cái thứ tự mẫu đó. Và từ khi đó thì người ta gọi là trật tự xã hội. Cái này chị nói trong 30 tháng 4 rồi. Chị 30 tháng 4 chị. Đúng thế, chị nhớ chị nói rồi. Càng ăn
trong 30 tháng 4. Ừ, có, chị nói trong 30 tháng 4 rồi, chị nhớ chị nói rồi mà. Ok, em hình như chị nói hơi nhiều, sorry. 7 giờ rồi. Sorry, xong xin lỗi. Ok, kiểu chị hơi nhiều thứ, bởi vì chị là khối trưởng ấy, cho nên kiểu quản lý hơn, kiểu như cảm thấy rất là vui, nhưng mà làm hơi nhiều việc nên khá là vui. Ok, số 9. Best to come. Không, mình làm đến con số 12 thôi mình nghĩ nhé, cũng hơi muộn rồi. I wasn't sure whether to tell you, but then I thought it was better to come. But I thought, oh, cái này dễ mà, about it myself. Come gì em? Before. À, come clean. Tốt, ok. Come clean là gì đây? Come clean là thú thật. Ok, tốt. Somewhere give you my word. Give you my word. Words. Give you. Give somebody's word. Word. Hứa với ai điều gì? Word. Word. Không. À. Giữ lời nói. À, không. Ok. Ghi vậy em. À. À không không. À. Ok ok ok. Catch your drift. Drift. Là gì đây? Catch your drift. Drift. Là get the gist, là hiểu được ý nghĩa căn bản. Tốt, tốt, tốt. Câu số 12. 12 là steak, đúng không? Tốt, ok. Từ này hay gặp này. Ok, cụm này hay gặp. Steak. Ok, tốt. Vậy hôm nay mình dừng lại đây nhá. Hai buổi rồi mà vẫn chưa xong buổi unit. Tại sao nhỉ? Chăm mà chắc. Chăm mà chắc chị ơi. Ok. Nhồi nhiều quá nhiều khi cũng không nhớ. Khang, thấy hay lắm. Khang, chắc là hôm nay mình thôi nha Khang. À, ok, không sao. Okay. Biết gì không, mai tôi học.